ơi, đây này, em đang không thấy con nó chơi mất cái kệ điện thoại đâu rồi, để bật cái máy kia đây này, cái pet kia ấy, không biết là con nó chơi xong nó vứt đâu chứ, khổ ghê cơ. Tìm cho em cái kia đi đã, để ui dồi ôi, có một bộ nam này đẹp thế, sót một bộ nam, hình như bộ nam này còn sót ở ngoài kia mấy cái đấy. Hello các chị, hello mọi người nhá. Trời ơi các chị ơi, nhìn này đẹp dã man luôn. Hello mấy chị nha, em chào chị Kim Sắc, em chào chị Thảo Nguyên ạ. Hello các chị gái, chị yêu nào mình vào like rồi mình chấm bài cho em nào. Vào like rồi chấm bài, thả tim thả like vào đây cho em nha mọi người ơi. Chấm bài chia sẻ live stream giúp em ạ. Hôm nay tối thứ bảy đúng không? Nay thứ bảy nha mọi người nha. Mà hôm nay nhà em lại đang bị nhỡ mất hàng. Nay em bị nhỡ mất hàng, bây giờ là còn hàng gì ở đây này, em xả lốt cho mọi người. Em chào chị gái Huyền Trang nhá, hello mọi người. Hello các chị yêu, các chị ơi mình vào like rồi mình chấm bài cho em với nào. Chấm bài và chia sẻ live stream giúp em nhá. Chấm bài và chia sẻ like giúp em ạ. Hai lần chia sẻ giúp em này, hai lần trang cá nhân, ba lần hỗ trợ nhóm lớn để chế độ công khai nhá. Chị nào chưa để chế độ theo dõi fanpage ạ, cho em xin nút theo dõi page nhá. Chị nào chưa để chế độ theo dõi page cho em xin nút theo dõi page. Anh ơi cho em xin cái áo lơ vào đây đi, áo len lơ kìa, để em treo vào đây. Cái áo len lơ có hình màu trắng ấy mọi người ơi. Hôm nay nhà em nhiều mẫu mới, kể các chị này, bộ này em còn khoảng 20 bộ. Phải nói chung là các chị ơi, có bộ này hàng của em nó hàng quá chuẩn luôn mọi người ạ. Xịn luôn cho mọi người. Còn khoảng 20 bộ nha các chị nhá, còn khoảng 20 bộ như này. Bao nhiêu chị em mình hỏi mẫu này đấy các chị. Này, bộ 3 chi tiết như này cho cả nhà, hôm nay bán rẻ luôn. Chị yêu nào vào like rồi chia sẻ like đi, để lát hôm nay thề luôn là các bác luôn là sẽ nhiều quà tặng cho mọi người nhá. Nhà em còn gì là em sẽ xả, tập trung xả hết hàng cho mọi người luôn. Đấy, tại vì mấy hôm nay nhà em bị đang bị nhỡ xe hàng. Mấy nay nhà em đang bị nhỡ xe hàng, áo phía sau bao nhiêu tiền ạ? Rồi tí em sẽ lên luôn cho cả nhà. Em chào chị Trần Thúy Mùi nhá. Hello mọi người, hello các chị gái, chia sẻ livestream cho em đi nào. Anh ơi tìm mấy cái điện thoại kia đi để bật cái pet bên kia nào. Trời ơi, con nhà em nó chơi xong không biết nó vứt cái kệ điện thoại của em đâu rồi đây. Em khổ quá đây mọi người ơi. Khổ quá luôn đây. Dã man, không biết là chúng nó vứt cái nhá. Cái không biết là vứt cái con này em nó vứt cái kệ điện thoại đâu, để em bật lốt cái pet bên này cái nào. Cho em xin mỗi chị yêu hai lút chia sẻ trang cá nhân, ba lần hội nhóm nhá. Hai lần chia sẻ trang cá nhân, ba lần hội nhóm cho em. Mẫu này thì em sẽ có size này, M nó còn ít thôi, còn từ L trở lên là nhiều. Mẫu này M còn ít, L trở lên là nhiều. Tìm góc cái kệ kia kia để bật cái pet bên kia, còn chưa vào được cái pet bên kia đâu ấy. Tìm suốt từ nãy rồi, về đã bảo người ta về đã bận rồi để về còn đi. Nhưng mà phải biết chứ. Anh là lúc một kiểu vô tổ chức, vô giờ giấc ấy. Rồi. Đấy, bây giờ thì làm thế nào mà bật được cái page bên này bây giờ? À, bộ em mà có chị ơi, bộ em mà có hàng đây chị. Bộ này nó đa số còn size L trở lên, M còn ít lắm. L trở lên cho em ạ. Bộ này đẹp lắm luôn các chị. Bộ này toàn bộ hàng của em này. Đó, nhìn cho em luôn mã này. Bây giờ em sẽ chốt giá cho các chị nhá. Nó chỉ có khoảng 20 bộ thôi. Nó chỉ có khoảng 20 bộ thôi. Ngày mai các chị sẽ chốt size sau. Được chưa? Ngày mai các chị sẽ chốt size sau. Tại vì mỗi màu ấy, em Trang có 1-2 bộ nhá. Mỗi màu, mỗi size em có 1-2 bộ ạ. Chị yêu nào vào like rồi cho em xin lúc chia sẻ. Em tặng các chị này. Em giá em đã bảo rồi nhá các chị ơi. 145.000 đồng. 3 chi tiết cho em ạ. Toàn bộ chất liệu là hàng da cá tàu, hàng xịn lắm. Da cá tàu, hàng xịn dã man luôn. Được chưa? Chị gái nào lấy mã này lên hộ em luôn này, là K40 kèm số điện thoại. K40 kèm số điện thoại vào đấy cho em, ngày mai chốt màu sau. Chị nào chưa chia sẻ cho em xin mỗi chị yêu hai lúc chia sẻ trang cá nhân, ba lần hỗ trợ nhóm cho em. Nhìn cho em này. Bây giờ em chốt từ 43 cân nhá, 43 đến 60 cân đổ lại ạ. 43 cân đến 60 cân đổ lại cho em ạ. Hàng này của em nó là dáng kiểu dáng thể thao như này. Đây mọi người nhìn tổng thể cho em ạ. Chị gái nào lấy mã này lên đơn hộ em là K40 nhá, kèm số điện thoại giúp em. Giá các chị ơi thanh lý cho mọi người 145.000 đồng một bộ 3 chi tiết như này. 145.000 đồng, chị nào nhận lấy hàng này rồi cho em xin một cái feedback nào. Trời ơi, cái bộ này của em này các chị nhìn cho em này. Toàn bộ nó là chất da cá tàu hàng xịn nha mọi người ơi. Đấy, thấy chưa? Chất da cá tàu hàng xịn, mẫu này em có size M, L, XL.
Nói chung là nó có ít, nó có ít các chị ạ. Có ít có tầm khoảng 20 bộ mà nó chia màu chia size nhá. Nó chia màu chia size. Đó nên là nó sẽ thành bị ít hàng ạ. Mọi người lên mã này hộ em luôn là K40 kèm số điện thoại ạ. Sao không gọi điện chốt đơn á chị? Lên mã cho em là chưa gọi điện chốt đơn kèm số điện thoại vào đấy nhá. Chị nào chưa gọi điện chốt đơn thì lên mã hộ em là chưa gọi điện chốt đơn và kèm số điện thoại này. Lên hộ em mã này luôn là K40. Trời ơi. Các chị ơi, K40 chị Nguyễn Mai Thùy Khuyên, K40 chị Nguyễn Thanh Huệ, K40 em chốt chị Duyên Lương, K40 em chốt chị Hương Cảnh. Mọi người ơi nhìn cho em này, em bán cả nhà 145.000 một bộ, có khoảng 32 bạn. Cái này có khoảng bao nhiêu bộ nhỉ? Cho chị Tuyên Nguyễn K40, em nói thật luôn là màu nào lên cũng đẹp. Chị Thắm Quý K40, nhìn giúp em này, K40 kèm số điện thoại các chị ơi, bộ của em nó quá tuyệt vời luôn. Giá cho các chị là 145.000 đồng. Xin mỗi chị gái yêu mình qua like rồi cho em xin hai nút chia sẻ trang cá nhân. 3 lần hội trợ nhóm cho em nhá. Lên hộ em mã này luôn là K40 đây, em đọc màu đây. Chị Cúc Nguyễn có, chị Tứ Nguyễn có K40. Em có màu rêu này. Anh ơi cho em màu đen vào đây nhỉ. Cho em bộ 3 chi tiết này màu đen đây. Hàng hãng nha mọi người. Lưu ý cho em ạ, toàn bộ hàng của hãng này các chị nhìn thấy không ạ? Toàn bộ hàng cắt mát đây này. Hàng này giá niêm yết của nó là 400 mấy thôi, mình không quan tâm. Nhá, mình lên hộ em mã này luôn là K40, chị Nguyên Nguyên, chị Duyên Vũ, chị Phương Thương ok chị Nguyệt Tuyết ok chị. Lên hộ em là K40 chị à. Chị Bùi Thị Vượng ok, chị yêu mình chị Phạm Hồng ok chị. Rồi ok chị Thu Dương. Chị yêu nào chưa được gọi điện chốt đơn comment mã cho em là chưa gọi điện chốt đơn kèm số điện thoại. Chị Bích Nhi tơi ok chị Thị Hằng Lê ok, chị Cúc Nguyên ok. Mọi người ơi, mọi người đặt hàng mọi người phải chú ý nghe thoại nhá. Nhiều chị không nghe thoại cực kỳ luôn. Đó, lên hộ em là K40 kèm số điện thoại cho em ạ. Có nha chị Bảo Châu. Lên hộ em là K40 nhưng mà mấy nay bạn đang nghỉ, bạn đang ôn thi. K40 cho chị Hà Còi với cả bạn ấy dạo này bay được rồi thì bạn ấy sắp về trong nhà rồi. Lên cho em luôn là K40, còn trước bạn ấy like, còn bạn ấy còn like cả cho em à. Lên cho em là K40 cho em. Được chưa, chị Hà Còi ok, chị Cúc Nguyên ok mình này. Lên giúp em là K40, màu nào cũng đẹp. Ui dồi ôi, màu đen nữa này. Chất lượng quá mọi người ơi. Nhớ chú ý nghẹn thoại cho em nhá. Lên cho em là K40 xem còn ít bờm kia đây hay mì lốt. K40 cho em ạ. Được chưa, các chị nhìn cho em cả cái áo này. Mua không một cái áo này, các chị mua bên ngoài đã 150.000 rồi. Mua không một cái áo như này các chị đã gì ạ? Mua không một cái áo như này mọi người mua đã tầm 150.000 một cái. Thế là ngày hôm nay không like được cái page bên kia. Thế chia sẻ cái page bên này về cái page bên kia đi nào. Rất là bực mình luôn. Lên hộ em là K40 ạ. Chị Trang Linh ok chị. Bữa em đặt lại không gọi điện chốt đơn, lên mã cho em là K40 kèm số điện thoại cho em. Lên đơn hộ em là K40 nhá. Các chị ơi comment đúng mã giúp em là K40. Em bán cả nhà 145.000 cả bộ này luôn. 3 chi tiết này. Một bộ 3 chi tiết cho em, hộ em mã K40 kèm số điện thoại. Rồi chưa, chị Nguyên Anh có K40, chị Đinh Phượng có K40. Em đã bảo rồi, con này các chị mua không bên ngoài một cái áo thôi đã tầm 150.000 rồi. Đây cả bộ 3 chi tiết các chị tính ra xem. 3 chi tiết hàng đẹp như này cho mọi người. Giá có 145.000 đồng thôi nhá, màu đen cho em. K40 kèm số điện thoại, màu này của em là màu sữa, màu sữa này. Đẹp lắm. Mọi người ạ, đẹp lắm. K40 cho chị Đặng Hàng ok, chị Duyên Lương ok. Đây các chị nhìn cho em này. Lên của em là K40. May của nó đây này, các chị nhìn hàng may lưng mông rất là đẹp luôn. Chốt em là K40 kèm số điện thoại cho em. Còn bàn chải đánh răng hết ha, hết bàn chải đánh răng rồi phải không nhỉ? Chị Nina Muối có K40, chị Cúc Nguyễn K40, chị Lan Hoàng có K40. Lên hộ em là K40 kèm số điện thoại này. K40 kèm số điện thoại. Bây giờ em mặc cho các chị màu ghi, cho em xem màu ghi của nó có cái màu ghi của nó có size M không anh nhỉ? Lên hộ em là K40 đẹp quá, màu ghi này em thích quá nhưng mà nó lại không có size M các chị ạ. Lên hộ em là K40, cao 1m7 không chốt chị ơi. Chốt đến tầm 1m65-66 đổ về thôi ạ. Mọi người ơi nhìn cho em này. Đấy, màu ghi em đã bảo màu ghi nó cực kỳ đẹp nhá. Chị nào lấy mã này lên đơn của em là K40 và kèm số điện thoại. Em trang lên đơn hàng cho mọi người, giá còn là 145.000 đồng 3 chi tiết như này. Hàng chất liệu toàn bộ là da cá tàu, hàng đẹp nhá. Toàn bộ chất liệu này của em là hàng da cá tàu, chất cực kỳ đẹp. K40 cho chị Thắm Vũ ạ. À, chị Bình Nguyễn ơi gọi điện chốt đơn rồi là bên em đi đơn rồi ạ. Mọi người lên đúng mã của em là K40 kèm số điện thoại nhá. K40 kèm số điện thoại giúp em. Đấy chứ, giá em bán cho mọi người là 145.000 đồng. 145. Chốt em là K40 kèm số điện thoại này. Đây này, màu lâu này đẹp này. Nhưng mà màu lâu của size to quá này. Màu lâu này, màu lâu cà, lâu cà phê cháy này. Con này đẹp này. Mọi người lấy mã này. Đây này, cái màu này mặc tôn da lắm này. Đây mọi người lấy mã này, mọi người lên đơn của em luôn là K40 kèm số điện thoại cho em nhá. Đấy, thấy chưa, đẹp quá mọi người ơi. Mặc không cái áo thôi nó cũng đẹp. Còn giày không chị à? Giày nhưng mà nó còn không còn cái mẫu giày nọ bán đâu ạ. Mọi người lên đúng mã của em là K40 kèm số điện thoại cho em này. K40 kèm số điện thoại cho em, giá 145.000. Nào cho em xin cái gì đi nào. Cái bộ này còn size bao, còn bao nhiêu bộ nào? Chốt nốt các chị 79.000 đồng.
Nhà em đã bảo rồi, nhà còn gì em tặng nốt cái đấy. Hàng hôm nay em bị hai hôm nay em bị nhỡ hàng không về được hàng đây này. Lên của em là K40 cho em. Chợ K40 kèm số điện thoại. Có size từ 43 size M, LXL cho các chị đến 60 cân đổ về. Chị nào lấy thì lên đơn của em là K40 kèm cho em cái số điện thoại mọi người nhé. Chia sẻ livestream giúp em để em tặng quà. Cho em xin áo vest đây em tặng quà nào. Lên của em trang là K40 kèm số điện thoại giúp em. Giá là 145.000. Trời ơi còn một sót một bộ nam. Chị nào chốt mã lên đơn K41 cho em. Lên đơn cho em mẫu này là K41 có sót một bộ duy nhất thôi. Trời ơi bộ này đẹp quá. Size L. Size L 50 đến 5556 cân đổ về. Lên cho em mã này luôn ạ, mã K40 chị Hà Phạm. K40 màu ghi ok chị Dương Loan. Lên cho em mã này luôn là K41 có đúng một bộ thôi, 145.000 đồng nốt này. 145.000 bộ này nó sót vào bộ mưa lữ này. Lên của em mã này luôn là K41. Ôi giời ơi bộ này đẹp quá trời luôn, có đúng một bộ size L hàng của hãng. Mọi người lấy mã này lên đơn cho em luôn là K41. Quần len tăm hết hàng rồi chị ơi. Quần len tăm của nữ 60.000 đấy đúng không ạ? Hết hàng rồi ạ. Mọi người lên đúng mã này cho là K41 này. K41 anh ơi có một bộ này. K41 còn một bộ nhá. Chốt em K41 kèm số điện thoại. K41 kèm số điện thoại cho em size L nhá. Tặng các chị gốc 145. Giá bằng giá nhập luôn. K41 đây có mấy bộ? Đúng rồi màu đen này này. Ờ thế xem ở trên giá đi. Ui bộ này đẹp dã man luôn. Bộ này nguyên size L à? Bộ đẹp dã man luôn. Ok chưa? Bộ này đẹp dã man luôn. Các chị nhìn cái chất cho em này. Đấy, ui dồi ôi. Một cái áo hot đi không này, các chị mua tầm này để mà mua ấy, nó phải 200.000 rồi. Nhan lên của em là K41 cho em hàng chuẩn đẹp cực kỳ luôn. Cho chị Hải còi ok chị. K41 chị Nguyễn Hoàng Gia bảo cái bộ này có mấy bộ anh? Có hai bộ thôi chị ơi, thôi qua mã rồi. Ở trên mã, trên giá cho xem chưa? Qua này mọi người ơi. Nào bộ này em còn này, hàng của Sunny Lee này mọi người này, 79.000 đồng. Hả? Bộ hot đi 145 hết. Đây lên cho các chị mẫu này 79.000 đồng. Mẫu này còn size gì nào? Lên đơn cho em mã này luôn này. ML. Cái mẫu này bây giờ chỉ có size từ 40 cân. 40 cân nhá. Hàng nhỡ hàng rồi mọi người ơi. Comment mã đấy cho em. Lên cho em mã này luôn là K41 các chị gái này. Tặng nốt các chị yêu con này này. 79.000 đồng các chị nhìn cho em cái bộ này. Hàng của Sun Lily mọi người nhìn này. Đó, cái hàng này rất nhiều chị đã dùng rồi. Chứ không cho từ lần sau cho em size M nhá. Bộ và mẫu này của em là chốt từ 40 đến 53 cân. Lên đơn cho em mã luôn là K42. Để em bật cái page bên này cho em xin cái điện thoại Zeno 5 đây này. K42. Chốt này các chị ơi nhìn cho em cái áo da bộ này. Bán tặng các chị yêu 79.000 đồng. Bằng đúng giá nhập không được lời 1.000 đồng nào luôn. K42 kèm số điện thoại cho em. Mọi người cứ lên mã và kèm số điện thoại vào đấy cho em nhá. Đó, tại vì em đang đứng thay đồ ấy nên là em không có đọc được tên. À, sang tháng thì cố hết tháng này xong rồi sang tháng mới thì em sẽ có nhân viên làm buổi tối. Để chạy lên cho em mã luôn là K42 kèm số điện thoại này. 42 nhỉ? 5253 cân đổ về. Ui dồi ôi các chị gái ơi nhìn cho em ạ. Ui. Em đã bảo em bán giá tặng các chị rồi 79.000 đồng chất liệu da cá tàu hàng của Sun Lily. Mọi người lưu ý cho em, nhá mã cho em là K42. Con này em còn khoảng tầm 10 bộ thôi nhỉ. Size M và size L nhưng mà con này form vừa form ôm. Các chị ạ, form ôm nên là em chỉ chốt cho các chị đây. Chốt cho các chị đến tầm 53, em đang là 46 47 cân này. Đó, mọi người thấy chưa? Trời ơi bộ này đẹp quá, mọi người lấy bộ này đi. Bộ này á, chị nào cao nhá, cao có thể chốt đến 54 cân vì nó có size L nhưng nó là form ôm. Các chị thích mặc ôm thì các chị sẽ chốt đến 54 cân. Để cho mọi người lên mã này cho em luôn, cho em xin cái bờm này chồng ơi. Mã này cả nhà lên đơn cho luôn là K42. Có mỗi hai màu nữa thôi à, hồng với tím thôi đúng không? Hồng với tím như này nha mọi người, cứ hồng là hồng thôi. Em không chọn hồng nào đâu. Lên cho em mã luôn là K42. Em không có màu xanh chị yêu ơi. Em chỉ có hai màu duy nhất là màu hồng và màu tím. Và giá em tặng cho các chị là 79.000 đồng. Lưu ý cho em là hàng của Sunny Lily và chất liệu của nó là da cá tàu. Lên đâu là K42 cho em. Chị Huyền Trang này, chị Tứ Nguyễn này, chị Vinh Lê Hoàng Anh này, chị Đinh Phượng này, lên là K42. Trời ơi. Bộ này nó mặc lên nó chuẩn form, nó đẹp quá mọi người ơi. Chuẩn form đẹp quá mọi người ơi, chốt em là K42 cho em ạ. Giá cả nhà được chốt 79.000 đồng. Nhá 79.000 đồng cho em. Chưa chị Trang Sam ok K40, K42 chị Phạm Hồng ok chị gái. Lên cho em luôn là K42 cho chị Hương Hương. Lấy hai bộ đi cả nhà ơi, bộ này có nhiều không? K42 còn màu gì nữa không? Kèm số điện thoại cho em. Ok nha mọi người, chị Ánh Bùi có, chị Nguyễn Anh có, chị Thiện An có, chị Kim Sắc ok chị gái luôn. Chốt của em mã này luôn là K42 mọi người ơi này, 79.000 đồng. Mỗi chị yêu qua like rồi cho em Trang xin nút chia sẻ nào. Mỗi chị yêu qua like rồi cho em xin nút chia sẻ. Hôm nay đi ăn lẩu về gọi là nó chưa trôi hết khỏi bụng.
Đã nói học tốc lên rồi đây này. Lên đâu rồi em, mã luôn là K42 kèm số điện thoại. K42 kèm số điện thoại giúp em nha mọi người ơi. Em bán các chị yêu giá của nó còn 79.000 đồng. Rồi ok chị Thứ Nguyễn, chị Ánh Bùi có đơn, chị Duyên Vũ có đơn, chị Đặng Ngọc ok chị gái. Lên cho em là K42 cho em xin màu tím size M đây anh ơi. Lên hộ em Trang là K42, mỗi chị yêu qua like rồi cho em xin một lúc chia sẻ livestream nhá. Chốt hộ em là K42 79.000 đồng. Chị Vũ Thị Kim Quý ok chị gái có K42, chia sẻ like đi hôm nay săn quà nha mọi người ơi. Chốt hộ em là K42 tí em thấy con gì đẹp đẹp em tặng đầu like cho mọi người. Chốt K42 cho em ạ. Giá em bán là 79.000 đồng một bộ. 79.000 đồng một bộ K42. Mọi người chốt mã này lên hộ em là K42. Chị ơi em nhận được hàng rồi, hàng đẹp lắm ạ. Quần gì cũng đẹp, em cảm ơn chị Vui Dương nhé. Lần sau mua gì qua ủng hộ cho em. Chị Hoàng Hoài có K42, chị Lanh Ní K42, chị Bích Nhi Tươi có K42 ạ. Dạ không có 58 cân rồi chị ơi. Mã này còn ít ít size nhỏ, bây giờ em mặc lốt màu tím cho cả nhà mình xem này. Hàng của Sun Lily mọi người này. Đó em bán 79.000 đồng. Mọi người lấy 79.000 đúng thật, mọi người đi ra chợ chưa mua được một bộ lanh nhá. Lên của em là K42 kèm số điện thoại 79.000. Bây giờ em mặc lốt màu tím cho mọi người xem. Mặc lốt màu tím cho mọi người xem nhé. Mọi người chốt mã này lên đơn cho luôn là K42. Hôm nay là tổng củ xả kho đấy các chị. Tổng củ xả kho cuối tháng đó mọi người. Lên cho là K42 cho em. Có hai màu nữa thôi chị ơi. K42 bộ này đẹp lắm, hàng của Sun Lily mọi người ạ. Mọi người lấy mã này mọi người lên đơn của em là K42 kèm số điện thoại cho em. Giá em bán các chị yêu là 79.000 đồng. Đây mặc lốt màu tím cho mọi người xem. Này. Ui các chị ơi đẹp quá mọi người ơi. Chốt của em là K42, 79.000 đồng nốt nhanh cho em ạ. Chưa chị Thảo Vi ok chị. Lên của em là K42 nhá, kèm số điện thoại cho em. Đó, gọi là xả kho cuối tháng cho mọi người luôn, 79.000 đồng. Chốt K42 lên giày trắng em dồn đơn à. Giày trắng của bé gái, cái giày hoa cúc với giày trái tim nọ là em không còn hàng đâu chị ơi. Giày trái tim với giày hoa cúc nọ còn hàng, bộ còn cái nào không? Còn giày hoa cúc còn mấy đôi nè, cầm nốt đây nè. K42, 79.000 đồng, chốt của em với nè. 79.000 đồng K42 nha mọi người. Mọi người lấy K42 lên đơn K42 cho em. K42 chị Nguyễn Thị Thanh Hải ok, chị Bá Kiến ok chị gái. K42 kèm số điện thoại. Cái giày đây là thể in lên xem còn mấy đôi giày hoa cúc nhé mọi người nhé. Chị Bá Kiến lên số điện thoại đấy cho em. Cái này các chị lên K43. Bây giờ em có size nguyên của size to, hết sạch size bé. Đấy. Bây giờ là đến size to lên ngôi. K42 chị Hương Nguyễn ạ, cho em xin số điện thoại ạ. Má này mọi người lên đơn cho luôn là K43. Mọi người ơi nhìn cái áo này, áo u mì 88.000 đồng. Hàng này bình thường bán 99.000 nha mọi người. K42 chị Thu Huyền. Dạ vừa nha chị Thương Thanh Đoàn vừa. Lên là K42 cho em đi. Con này chốt được đến 53 cân, 54 cân là thoải mái. Nếu như đối với những chị nào cao tầm 1m55, còn chị nào cao 1m60 thì có thể chốt 55 cân. Hàng chuẩn size, hàng của nó là hàng Sunny. Nhưng mà vì nó là dáng ôm các chị ạ, nên là em cứ chốt vừa vừa nhá. Lên cho em má tiếp theo là K43. Lên cho em mã luôn là K43 cho em. Trời ơi này. Cái mẫu này bây giờ em xả tặng các chị lốt này. Chốt cho em là K43 cho em. Anh ơi cho em xin lốt cái quần len tăm nào nó còn nguyên size S, xả lốt 59.000. Lên cho các chị mã này luôn là K43. Em Trang có hai màu lốt 88.000 đồng. Cho em xin cái quần khóa ra đây đó. K43 kèm số điện thoại cho em. Hôm nay gọi là rồi ok chị Trần Thì có đơn bộ hai bộ Sun Lily 79.000 đồng một bộ. Mọi người ơi nhìn cho em 88.000 đồng nốt cho em nhá mã này. Comment hộ em size từ 53 cân. 53 cân cho các chị đến 65 cân em có size vừa. 53 đến 65 cân cho em mã này. Mọi người lấy mã này lên đơn hộ em luôn là K43 và kèm số điện thoại này. K43 và kèm số điện thoại giúp em. Em bán thanh lý các chị yêu là còn 88.000 đồng K43. Chốt nốt hộ em cái mọi người. Chốt nốt K43 của em cái 78.000 này. À đâu 88.000 đồng xin lỗi mọi người nhá. Có hai màu, màu lâu cho em và màu cam. Lâu và cam các chị ơi nhìn ạ. Đấy toàn bộ là áo u lì. Mọi người lấy mã này lên đơn là K43. Nhưng cái này chỉ còn size to thôi. Cho em xin lốt cái quần ấy rồi đấy anh ơi. Cái quần quần len tăm K43 màu cam mà chị Dương Phan. Cái mẫu này lên chốt này 88.000 đồng nốt. K42 không có đen đâu chị ơi. Lên cho em mã luôn là K43. Còn màu cam và màu lâu nhá, còn cam lâu. Chốt em là K43 kèm số điện thoại này. Chị yêu nào chưa chia sẻ cho em xin nút chia sẻ đi nào. Chốt em K43. Rồi ok chị Đỗ Hải Hương. Lên mã của em là K43 kèm số điện thoại này. Nhưng mà mã 88.000. Nhưng mà mã mấy mã hôm qua có mấy mã hết hàng đấy. Cho em xin bờm nốt đây cho em. K43 đó là áo giờ chị ơi. Chị Ngân Trù có K43. Chị nào lấy hai cái nhớ comment hai cái nhá. K43 cho em 88.000. Anh
cho em xin cái mã ấy này. Cho em xin cái mã quần lên tam ca 43 chị Quyên Trần. Ok chị gái. Đây áo này bây giờ cũng còn nguyên size nhỏ lốt 39.000 đồng. Hàng này bình thường bán 49.000. Bây giờ em chỉ còn size 40 đến 50 cân. Chị nào mặc vừa này, em thả tặng nốt này. Cái này bên trong nốt nỉ này. Được chưa? Bên trong cái này là nốt lỉ cho em nhá. Bên ngoài không bao giờ xù lông nhão vải. K44 cho em. Được chưa? K44 39.000. Trời ơi. Ngày bán không biết có đủ tiền giả nhân viên ngày mai làm không. K44 cho em. 39.000 đồng đấy. Có những ngày bán hàng không phải ngày nào cũng lời đâu các chị. Phải ngày nào cũng lời đâu. Nay là em bị nhỡ mấy chuyến hàng luôn ấy. Đấy, nay là hàng em bị nhỡ mấy chuyến luôn. K43 là áo rồi. K43 chị Trang Sam ok chị này. Rồi ôi, con áo này nó đẹp dã man. Các chị có thể mặc bên trong áo khoác này, mặc bên trong áo vest, mặc không áo giữ nhiệt như này cho em cũng đẹp. Lên cho em mã luôn là K44 đúng không? K44 cách số điện thoại cho em. Lấy hai cái nhớ comment hai cái nhé. Em còn 4 màu luôn. 39.000 đồng nốt anh ơi. 39.000 đồng K44. K44 cho em kèm số điện thoại này. Cái chữ ba gen này theo này. Được chưa ạ? Bên trong của em là lót nỉ này. Hôm nay chị nào trưa nay em bán 39.000. Chị nào bảo là shop nào bán 89.000 đấy. Mọi người ơi lấy mã này mọi người lên đúng mã cho em nhá. Là K44 cách số điện thoại giúp em. Lấy hai cái mọi người nhớ comment hai cái. Tránh trường hợp ngày mai nhà em không gửi điện chốt đơn. Cái này thì tội gì mà các chị không lấy hai ba cái. Bên trong có lót lót lỉ giữ nhiệt. Bên ngoài này chất bên ngoài này đảm bảo luôn. Riêng em đảm bảo cái gì là các chị yên tâm luôn nhá. Không xù lông, không chảy vải. K44 cho em. Rồi chị Trang Linh K44, chị Đỗ Hải Hương K43, chị Phạm Hồng K44. Lên của em là K44 kèm số điện thoại giúp em. Chờ K44 kèm số điện thoại giúp em. Màu sữa này, màu đen này, màu cam này. Màu này là màu hồng này mọi người này. Lên của em là K44 cách số điện thoại. Các chị ơi mặc bên trong áo vest, bên trong áo phao nhá, bên trong áo di lê cho em. Chờ như cái dòng áo cao cổ. Thiếu cái mẫu nào mùa đông chứ áo cao cổ giữ nhiệt mùa đông không thể thiếu được. Lên của em là K44 kèm số điện thoại cho em. 39.000 đồng K44 39.000 đồng. Chị nào lấy hai cái mình nhớ comment giúp em là hai cái, ba cái nhá mọi người nhá. Nhớ comment giúp em là hai cái hoặc ba cái kèm số điện thoại. Chị Lan Hương ok, chị Phạm Nhẫn ok. Lên cho em không dép tin nhắn của chị à. Ngày mai nhà em sẽ có các bạn check đơn nhá. Lên đơn cho em mã luôn là K44 cách số điện thoại giúp em. Mặc màu nào lên cũng đẹp mọi người ạ. Đấy, mặc màu nào lên cũng đẹp. K44 màu hồng, màu em đang mặc là màu sữa. K44 cho chị Cúc Nguyễn này. Lên đơn của em là K44 á. Có pha bác ca bé trai ba lạ. Bác ca bé trai bé gái chị Trần Thùy. K44 cho chị Lan Hoàng. Mặc màu nào lên em khẳng định luôn các chị mặc lên đẹp nhá. Chốt của em là K44. Không biết là còn màu gì nhiều để em mặc lên nhỉ. K44 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Giá em bán các chị 39.000 đồng. Rẻ hơn một cái con áo. Gọi là con áo sắt lách bình thường bán nhá mọi người. Chốt của em là K44. Em chốt chị Ngô Hồng Ân K44 này. Lên đơn của em là K44 kèm số điện thoại. Rồi bây giờ em mặc thêm một cái màu hồng cho mọi người. Chia sẻ livestream đi để lát em tặng áo này đi các chị. Cho các chị biết là hàng nó 39.000 nó chất lượng như nào. Rồi chị Đồ Thờ Hồng Lĩnh có đơn K44. Lên đơn của em là K44 cách số điện thoại. Chị Lĩnh ngày xưa học cùng em phải không? Chị Lĩnh ngày xưa học kế toán cùng em phải không? Chốt cho em mã này luôn ạ. Lên đơn của em luôn là K44 cho em. Rồi chị Vũ Thị Kim Liên ok chị này, xem phải chị Linh không nhỉ, cho chị hai cái, chị Linh Hoa lên là K44 hai cái. Lên của em luôn ạ. Lên của em mã này luôn là K44 kèm số điện thoại cho em này. K44 màu này của em là màu hồng này mọi người này. Cái áo này rất là hay bởi vì chị nào mà cổ ngắn ấy các chị rụt cổ bớt vào được nhá. Rụt cổ bớt vào được cho em ạ. Đó mọi người thấy không? Đẹp lắm. Chị nào lấy cái này lên đơn của em là K44 cho em. Rồi cho chị Trần thêm một cái, cho chị Trang Linh ok chị yêu, cho chị Khoa sản phụ K44 màu đen màu hồng. Lấy cả bốn màu đi chị gái ơi. Lên của em là K44 kèm số điện thoại. Các chị ơi nhà em gọi điện chốt đơn hết rồi nha mọi người ơi. Chị nào chưa được gọi điện chốt đơn lên lại mã cho em là chưa gọi điện chốt đơn ngày mai nhân viên nhà em gọi lại. Lên của em là K44 rồi ok chị Lục Thiên Hương có K44 này. Chốt giúp em K44 kèm số điện thoại. Giữ nhiệt cho bé có hàng chị, giữ nhiệt cho bé có hàng. Chốt là em là K44 kèm số điện thoại nhá. K44 kèm số điện thoại. Mấy lần đặt hàng mà không thấy gọi điện chốt đơn á. Chị Linh Hoa lên lại số điện thoại đi. Rồi ôi nhà em gọi hết nhá. Ok chị Lanh Ní á. Trời ơi like rát cổ bỏng họng này mà không gọi điện chốt đơn thì chết. Các chị. Nó chỉ sợ mọi người cho sai số điện thoại hoặc là không nghe máy thôi. Nào chốt nốt cái này còn nguyên size S đúng không? Này các chị nhìn cái form này. Bây giờ nhiều chị là không săn được cái giá nhập này đâu. Cái giá em bán lẻ đâu các chị ơi. Đây này 59.000 đồng. Size từ 40 đến 48 cân. Chốt cho em mã này luôn là K45. K44 là chị Hương Nguyễn. Rồi đợi em một tí nha chị Ngô Hồng Ân. Chị Đỗ Nhàn có K44. Lên đơn cho em mã này tiếp là K45. K44 63 cân thì không còn hàng chị ơi. Bây giờ còn dưới 50 cân. Chị nào chốt mã này lên đơn của em là K45.
K45 cho em ạ. Quần này là quần len tăm nhá, len tăm chứ không phải là thun gân. Em nói đi nói về từ khi em bán cái lô này, để cho mọi người lên đây nhìn, lên nhớ cho em má này là quần len tăm. Các chị giặt thoải mái không bị mất form quần, được chưa? Giặt thoải mái nó không bị rão cái form quần này ra nhá. Lên cho em má này luôn là K45, em còn duy nhất một cái màu đen thôi. Được chưa? Còn duy nhất một cái màu đen 40 đến 48 cân, chốt em K45 59.000 đồng. Chiều nay rồi, ok chị gái. À đơn chiều nay thì nhà em chưa gọi điện chốt đơn nhá. Em đã mở bảo mọi người như này rồi ạ. Chiều đơn chiều là sẽ dồn vào đơn tối, ngày mai nhà em gọi điện chốt đơn cả thể ạ. Nha các chị gái ơi, chị nào đặt đơn buổi chiều là các chị sẽ được dồn like buổi tối nữa, để cho các chị xem có ưng thêm mã sản phẩm gì không nhá. Lên cho em mã luôn là K45. Em chốt cho chị Mai, Mai Trần K42. Chốt cho em mã luôn ạ. Bộ thể thao em vừa lên rồi, chị Bông Ngốc lên là K40 sao á. K45 cho chị Phạm Nhẫn, cho chị Trang Linh, cho chị Điêu Thị Thúy Hương. Cái mẫu này không đẹp cũng không lấy tiền đâu. Form đẹp, may đẹp các chị ạ. Form đẹp, may đẹp cực kỳ luôn, 59.000 đồng. Lên cho là K45. Áo treo trên tường là 179 nhá. Dạ có vừa đấy chị ơi, K45 cho em ạ. Đẹp dã man chị ạ. Khoa sản phụ ok chị cỏ dại ok chị, K45. Đẹp quá mấy thế này. Lên đơn của em là K45. Máy thôi. Kèm số điện thoại cho em 59.000 nha anh ơi. 59.000 đồng K45. Kèm số điện thoại cho em. K45. Lên hàng bé rồi đây. Ok đợi em tí này. K45 cho chị Trang Linh một cái. Lên đơn của em là K45 kèm số điện thoại này. K45 cho em xin kéo dây nào. Chốt tiếp cho mọi người luôn. K45 cho chị Ngô Hồng Ân. Không còn rồi chị ơi. K45 chị Hương Cảnh, cho chị Lắng Trong Tim, cho chị Trương Thị Khánh Mỹ. Rồi qua mã nữa mọi người. Mã này các chị gái lên đơn cho luôn là K46. Cái này là quần giả bò cho bé gái. Các chị nhìn này. Đằng trước nó là váy, đằng sau nó là quần. Hôm nay chị nhận được hàng rồi nhưng gửi số hơi bé à. Gửi số nào hơi bé chị? Cái gì hơi bé ạ? K40 chị Nguyễn Huệ, chị Nguyễn Liên có. K45 chị Hà Nguyệt có. K45 chị Nguyễn Quỳnh có. K45. K44 là cái gì nhỉ? 59.000 đồng thôi. Áo giữ nhiệt của em là còn size, nguyên size nhỏ thôi, 50 cân đổ về các chị ạ. Lên đơn cho em mã luôn là K46 á. K46 cho em 58.000 đồng một quần. Úi dồi ôi, đến vụ em nhập vào đã 70.000, bán cho các chị 79.000 đồng. Cái này mọi người lên đơn cho em luôn là K46. Chị Phương Xuyến ok thôi, không lên K45 nữa nha mọi người ơi. Mọi người lên mã này cho em là K46 này. K46 giúp em, giá còn 58.000 đồng. Chốt K46 em, cái này em có đủ size cho bé. Từ size 20, từ size 10 cân đến size 40 cân. Mọi người nghe rõ size này. 10 đến 40 cân. Chị ơi xem bộ thể thao em lên K40 rồi chị. Mã này mọi người lên đơn cho luôn là K46 của em. Tí nữa tua lại K40 của em với nhá, đầu like luôn ạ. Lên cho em mã luôn là K46 ạ. K46 cho em ạ, size cho các con từ 10 cân cho đến size 40 cân. Nhìn cho em này. Rồi ô em đã bảo rồi, đầu vụ em bán 74.000, 75.000, 79.000 đúng không ạ? 58.000 đồng lên K46. Tại vì hàng này nó chất lượng quá nên là vẫn ôm. Biết là cuối vụ nó mới có hàng thanh lý các chị ạ. Chứ không là không có được chốt được cái giá này đâu. Lên trên mã luôn là K46. Rồi ok chị Hương Nguyễn. Quần này mình mua rồi, bé mặc đẹp lắm. Em cảm ơn chị Minh Meo. Cái chất bò này của em nhá. Thứ nhất này là không phai màu. Thứ hai là không hôi. Cực kỳ mềm luôn nhá các chị nhá. Thứ nhất là không phai màu, không hôi. Được chưa? Comment cho em mã K46 kèm số điện thoại cho em Trang, các chị có đơn lấy hai cái cho bé thì comment hai cái nhé. Chốt đến tận 40 kg. Chốt cho em đến tận 40 kg. Được chưa? Lên của em mã này luôn là K46 kèm số điện thoại cho em 58.000 đồng K46. Chị nào lấy K46 lên K46. K46 chị Ánh Bùi một cái. K45 chị Nguyễn Nga. Còn quần lửng không á chị? Lửng là quần gì ạ? Chốt là em là K46. Ngày mai các chị chọn màu đen hoặc màu xanh nhá. Chọn màu đen màu xanh chị Thu Lương, chị Chu Lương hai cái K46. Các chị ơi ngày mai chọn màu em ạ. K46 cho em ạ, cho chị Thúy Trần, cho chị Phượng Xuyến K46. Ôi dồi ôi cái mẫu này đẹp lắm. Các chị ơi ngày mai chọn màu đen màu xanh cho em ạ. Lấy 2-3 cái cho bé đi, có 58.000 thôi. Mà bình thường các chị mua một cái quần đùi bò cho bé đã bao tiền rồi, 80-90.000 rồi. Đừng nói quần giả váy nhá. Chất này cực kỳ mềm ạ. Rồi ok chị Nguyên Nguyên, lên của em mã này luôn K46. Chị Trương Thị Khánh Mỹ gửi lại em đổi cho chị cô bé K46 này. Nhớ giúp em mã hàng này là K46, 58.000 đồng. Chị yêu nào chốt mã này lên đơn của em là K46. Xả lốt các chị yêu giá 58.000 đồng. Lên của em là K46 kèm số điện thoại 10 cân đến 40 cân cho em. 10 cân đến 40 cân chốt K46. Rồi cho K45 màu đen cho chị Bảo Nguyên. K45 hình như là không còn màu đen đâu. Lên của em luôn là K46 và kèm số điện thoại. K46 và kèm số điện thoại cho em. Nào đọc cho em xin cái áo dây để em mặc cái mẫu áo phao kia nào, áo gió kia nào. K46 cho chị Đặng Vinh.
lên cho em mã K46 kèm số điện thoại. Dạ chị Hoài Nguyễn ơi, đơn lúc trưa em nói với mọi người rồi đấy ạ. Đơn lúc trưa là các chị sẽ được dồn đơn buổi tối, tức là các chị sẽ xem live thêm buổi tối, nếu ưng mã sản phẩm gì mình chốt thêm để ngày mai nhé, em gọi điện chốt đơn cả thể nhá mọi người nhá. K46 chị khoa sản phụ ok chị, còn chăn lông cừu chứ còn nhiều chị ơi. Chăn lông cừu còn ạ. Để 1-2 hôm nữa nó lạnh lạnh thì bán nhá. Rồi K46 ba cái chị Chẩu Hương ok chị gái luôn. Lên tiếp cho em mã này luôn ạ, quần lửng em không còn. Mã này em còn size từ 10 cân đến size 26 cân. Phải không nhỉ? 10 đến size 26 cân. Ủa cái set thủy thủ này nó đẹp kinh khủng luôn. K47. Chốt em mã luôn là K47. Mỗi chị cho em xin nút chia sẻ này. 10 đến 18 cân. Và từ sửa thế thì 10-20 cân thì chẳng mặc được 22 cân à? 19-20 cân không có. Cái này là 10 đến 18 cân. Sau đó có size từ 22 cân đến 26 cân. Chốt mã này luôn cho em là K47 đúng nhỉ? K47 89.000 đồng một bộ. Chị nào lấy K47 lên đơn của em là K47 89.000. 89.000 đồng một set. Cái này của em nó là hàng kiểu như là cái bộ này này mọi người này. Mọi người có thể mua cho bé mặc Tết vẫn xinh nhá. Lên cho em mã luôn là K47 kèm số điện thoại cho em. K47 và kèm số điện thoại giúp em. Mọi người ơi nó siêu đẹp luôn mọi người. Mọi người ơi mẫu này nó siêu đẹp luôn. 10 cân đến 18 cân. Sau đó nó lại có từ 22 cân. Rồi ok chị Trần Huy có đơn. Lên cho em mã này luôn ạ. Còn quần gió thô 84.000. 84 a con chị ơi. Chốt cho em mã này luôn. Còn cái quần gió giãn để em xả luôn cho chị nhá. Lên cho em mã luôn là K47 ạ. Đẹp quá mọi người ơi. Rồi ôi con này xinh nhỉ. K47 cho em xin cái quần gió giãn nào. Chốt cho em mã này luôn là K47 nhá mọi người nhá. K47 cho em giá 85.000 đồng. 89 chứ nhỉ. K47 thôi lốt 85 đi ngơi. Đọc nhỡ mồm rồi lốt 85 có size đến 26 cân ạ. Các chị nghe size này, 10 cân cho đến 18 cân là có size. Và tiếp tục có size từ 22 đến 26 cân. Trong cái khoảng cân nặng là 19-20 cân là không có nhá. 19-20 cân là không có nha mọi người ơi. Mọi người lấy mã này mọi người lên đơn cho em luôn là K47. K47 cho em 85.000 đồng. Chị nào lấy K47 lên K47 giúp em. Xong còn ít áo. Cái áo gió thô này còn nhiều không anh? 85.000 đồng nốt đi. Lên rồi em mã là K47 và kèm số điện thoại. K47 và kèm số điện thoại. Chưa chết rồi, hôm nay mặc áo có khoai, mặc áo dây thôi. Lên rồi em luôn là K47, kèm số điện thoại cho em. K47 cho chị Đinh Phượng một bộ này. Chị nào lấy K47 lên K47 cho em nhá. Lên cho em là K47. Đây cái áo gió thô này. Chị nào nhận con áo gió thô này rồi cho em xin với feedback này. Rồi lên quần gió nam đây, chồng em đang đi lấy rồi. Hàng này các chị nhìn lớp nốt cho em này. Cam kết mọi người luôn nhá. Cam kết các chị ơi, cái mã K48 em dơ lên cho các chị này. Hàng nó đẹp từ cái chất lót của nó luôn. Từ cái lớp lót của nó đẹp đi nha mọi người nhá. Mã này mọi người lên đơn cho luôn là K48. Có size ạ, hàng có size ạ. Mọi người ơi lưu ý này. Hàng này em đọc có size là nó có size. Mẫu này em có size MLXL 40 cân đến 62, 63 cân đổ về. Ok chị Nguyễn, chị Nguyễn Phương Thảo có đơn. Tất Lam còn chị ơi. Mã này mọi người lên đơn cho luôn là K47. Hôm nay kỷ niệm các chị yêu này. Bình thường em bán là 125 nhá. Này lốt cho các chị 105.000. Nốt cho các chị à đâu 110.000 chứ xin lỗi mọi người, 110.000 thì mới bằng giá nhập được. Được chưa? Bình thường em bán là 125, nay bán nốt cho các chị 110.000. Mọi người lên đơn cho mã này luôn là K48. Anh ơi K48 sửa giá này. K47 chị Nguyễn Vương Hiến ok chị. Lên cho em mã này luôn là K48. Nha mọi người ơi, bốn cái màu này thì không có một cái màu nào kén da. Màu nào mặc lên cũng đẹp. Chất liệu của nó là hàng gió thô cao cấp, mã hàng K48 màu hồng, 110.000 lốt nhá. Bạn ơi còn quần legging loại đắt á. Cái mẫu mà cạp chun cao lên đấy hả? Lên đơn cho em mã này luôn chị Long Trần, đợi em tí á. Mã này lên đơn cho em luôn là K48, màu cho em màu hồng, màu đen này, màu xanh cốm và màu cam. K47 màu đen cho chị Lan Hoàng, ok chị gái. Chị nào chốt mã này lên đơn của em là K48, có size 40 đến 60 cân. Giá lốt 110.000. Nốt là các chị yêu là 110.000. Chị yêu nào lấy mã này lên đơn của em luôn là K48 này. Nó có cái dây giúp ở dưới này mọi người này. Mặc rất là xinh luôn. K48 kèm số điện thoại cho em ạ. Đó mọi người thấy chưa. Mặc xinh lắm con này ấy. Bán nốt 110.000. Rẻ quá, rẻ hơn một con áo phông ở chợ ạ. Mã hàng K48 cho em ạ. K48 kèm số điện thoại giúp em ạ. 110.000 màu đen này. Em đã bảo rồi ạ. Mẫu này màu này, bốn cái màu này màu nào cũng đẹp. Chốt mỗi màu cái mà mặc cho chị Lan Hoàng K48 á. Lên của em là K48 kèm số điện thoại giúp em. 110.000 một cái.
110.000 một cái, K48 ạ. Đây là màu xanh ngọc ạ. Trời ơi, em đã bảo rồi, cái bảng màu của nó sao mà xinh thế, không biết được, không biết bỏ lại màu nào luôn ạ. Mọi người ơi, lên hộ em trang má này luôn là K48, kèm số điện thoại cho em. Chị xả K47, ok chị. Lên trang má luôn là K48 và kèm số điện thoại. Cố gắng chốt 2-3 sản phẩm bên em đi đơn nhé, cho em xin tất nam nào. K48 ạ chị Phạm Nhàn. Lên cho là K48, kèm số điện thoại cho em. K48 kèm số điện thoại cho em. Còn quần tất bé còn chứ chị ơi. Chị Thắm Vũ K48. Lên cho em mã luôn là K48. Đây màu cam nốt là hết này. Giày đen đằng sau đi à, ok tình yêu. Lên cho em mã này luôn là K48, kèm số điện thoại em chốt đơn. Nha mọi người ơi, màu này của em là màu cam nhạt, màu cam. Cho em xin cái gì em tặng quà đi ngay. K48 kèm số điện thoại. Đây này, cái giày này còn mấy đôi đây à? Giày này về, chị nào có Zalo của em đấy, em quay video rồi ạ. Em về gần 1.000 đôi, hai mẫu này. Và nó chỉ bán lẻ được đúng một tối thôi, còn lại là xỉ bốc ngay. Rồi ôi, mã này bán lẻ được đúng một tối. Cái này các chị lên cho em mã này luôn là K49. K49 mẫu này còn size gì nào? Một đôi 35, một đôi 37, còn lại là 38, 39 đúng không? Ghi vào cái mã này cho bọn nó chốt. Một đôi 35, một đôi 37, còn đâu nguyên 38, 39. Các chị ơi, đặt hàng mình phải chú ý nghe điện thoại nhá. Lên cho em mã này luôn là K49. Ok chị Duyên chuyên có đơn K48. Em chốt K48 chị Phan Thủy. Ok chị gái, em ở Tuyên Quang. Mọi người lên đúng mã này cho em. Các chị nhìn cái dáng của nó này. Nhìn cái dáng giày thể thao này. Em đã bảo đôi này mọi người đeo cho bé đến Tết mà. Nó vẫn đẹp. Đeo đi chơi Tết nó vẫn xinh, đeo đi học thể dục thể thao, đeo đi học. Vừa nhẹ chân, vừa ấm chân, vừa sạch. Mã hàng của em trang là K49. 69.000 đồng. K48 chị Chuyên Nguyễn, ok chị gái rồi nhá. Bây giờ lên mã này cho em là K49. Rồi chị đồ thờ Hồng Lĩnh, ok có đơn K48. Chị Hồng, chị Linh ơi, phải chị Linh ngày xưa là cùng em không nhở? Không phải à? Tại vì cái ảnh trong đại diện này này của em nhìn nó nhỏ quá em không nhận ra. Ảnh đại diện này nhỏ quá em không nhận ra. Phải chị ngày xưa học kế toán cùng em không? Mã này mọi người lên đơn cho luôn là K49 nhá. K49 cho em ạ. Rồi ôi, cái dáng thể thao của nó này 69.000 đồng. Và lưu ý cho em ạ, mẫu này của em trang là hàng Quảng Châu, hàng Quảng Châu toàn bộ luôn ạ. Chị cho em xem áo đen treo tường rồi, ok chị. Lên đơn cho em mã này luôn chị Trương Hồng, lên lại mã cho em là chưa gọi điện chốt đơn kèm số điện thoại. Chắc là sót vài đơn. Hoặc là các chị không nghe điện thoại hoặc là số điện thoại lại sai. Mã này mọi người lên đơn giúp em luôn là K4 mấy đây? K49. Đọc lại sai là quên rồi. Có một đôi size 35, một đôi size 37. Còn lại là chỉ còn size 38 nhá. Rồi ok chị Hoa Vũ, cho chị Bùi Thị Vượng có đơn K48, chị Phương Phương có đơn K48. Lên mã này cho em là K49. Để cho có một đôi size 35, một đôi size 37, còn lại là chỉ có size 38, 39 nhá. Cho chị Huyên Hoàng một đôi size 4K49. Chị Hà Nguyệt cũng chốt, ủ rồi chốt size 35 nhiều thế. Giày bé trai hình như còn còn đôi giày siêu nhân này anh vẫn cầm ở trong hộp đúng không? K49 cho chị Thắm Vũ. Lên cho em mã luôn là K49 cho em. K49 hình như không còn 34 đúng không nhỉ? Không còn 34 chị gái ơi, không còn 34 nhá. Mọi người chốt mã này hàng chuẩn, hàng Quảng Châu đẹp. Chốt em mã này luôn là K49. Size 37, 38 còn nhiều. À size 38, 39 còn nhiều. Cho chị Thắm Vũ. Dạ, 69.000. K49 cho em. K49, ok chị yêu. Chị nào lấy K49, comment K49. Đây chị nào nhận cái đôi giờ, đôi gì ạ? Nhận cái đôi, à nhận cái quần gió VIP nam này rồi. Cứ hàng nào hàng VIP cứ thế mà chốt các chị nhá. Yên tâm về chất, yên tâm về đường may. Cho chị Thanh Thùy, ok. Cho chị Thu Đỗ để lại số điện thoại giúp em. Mã này mọi người lên đơn cho em luôn, mã hàng K50. Cho em K50. Cái này là quần gió giãn thô 40 cân cho em, cho đến 72 cân đổ về. K50 79.000 đồng nốt nha mọi người ơi. Áo em khoác, áo khoác của em vừa nãy là 110.000 đồng thôi chị. Nó là hàng của hãng đấy. Lên cho em mã này luôn K50, còn 40 cân đúng không? 40 sao lại không cầm cái size em mặc vào đây. 40 cho em cho đến size 72 cân. Chốt K50 79.000 đồng nốt này. Quần gió VIP nam 78 cân không vừa rồi. Legging ngoại đắt á, không còn đâu chị ơi. Viện đá mới không còn đâu. Lên cho em K49 cho chị Minh Tường này. Đơn hàng lần này lâu quá chị nhận. Chị nhận nhí nhảnh lên mã kiểm tra đơn hàng. Chị Đặng Thị Cúc, ok K48 màu xanh. Lên cho em mã này luôn là K50. K49 cho chị Hương Đặng có đơn. Mã này lên đơn em luôn là K50 kèm số điện thoại này. Quần gió giãn VIP này các chị ơi, nó là chất vải, là nó là gió giãn thô. Nó là vải gió giãn thô, hàng đẹp lắm. Giá em thanh lý lốt các chị yêu là còn bao nhiêu tiền nhỉ? 79.000 đồng đi anh ơi, sửa giá mã này nè. Sửa giá mã này cho em. Lên cho em mã này luôn là K50 và kèm số điện thoại. K50 và kèm số điện thoại cho em. Cho chị Nguyễn Vương Hiến K49. Chốt cho em mã này luôn là K50.
Trời ơi các chị ơi nhìn này, con gái chốt từ 40 cân à 45 cân đi lên, con trai chốt từ 45 à 40 cân. Mẫu này các chị mua hai vợ chồng cùng mặc cho em. Hai bố con cùng mặc được, mẫu này nhỡ sai mặc vẫn đẹp. Mà các chị yêu là gì ạ? Nhỡ sai mặc được nha. Lớn mặc được cho em, nữ nam nữ mặc được hết, túi thế của nó có khóa hết cho em ạ. Quần gió VIP nam, trời ơi, bán không bằng một cái quần đùi ạ. 8-79 nghìn đồng K50 cho chị Bảo Khuyên K48. Rồi chị Thắm Vũ ơi, ngày mai thì em sẽ gọi điện chốt đơn, nhớ chú ý điện thoại cho em. Xem quần tất của bé à, đợi em tí nè. Lên cho là K50, cho chị Hằng Lê K50, chị Nguyên Nguyên K50 hai cái. K50 bây giờ chỉ còn duy nhất màu đen thôi chị ơi. Lên của em là K50 và kèm số điện thoại, quần này đẹp lắm luôn mọi người. Em đã bảo rồi, hàng nam mà em cứ gọi cái nào là hàng VIP nha, các chị cứ thế mà chốt. Cái chất nó đẹp, may nó đẹp. Chất đẹp, may đứng form cực kỳ luôn. Lên của em là K50 và kèm số điện thoại. K50 và kèm số điện thoại cho em 79 nghìn đồng. Chốt nhanh của em ngày mai nhớ chú điện thoại nhá. Ok chị Nhật Huệ có K50. Chị Bích Nhi tơi có K50. Rồi ạ, cho em xin mã này là K50. Chị Thuần Đặng đợi em trang một chút xíu nữa nào. Lên đơn của em là K50 và kèm số điện thoại cho em. K50 kèm số điện thoại giúp em. Giá 79 nghìn đồng nhá, không ở đâu có luôn. 79 nghìn đồng. Rồi bây giờ em tặng quà đã, sau đó em bán hàng. Tặng một con áo dưỡng nhiệt cho em, xin mấy con áo khoác vào đây đi. K50 cho chị Hậu Phạm. K50 à, con áo khoác màu đỏ em để lại rồi, hôm qua em lại để lại thêm một cái. Tí em lôi ra em tặng cho các chị. K50 cho chị Lan Hoàng, K50 chị Ngô Hồng Ân. Lên của em là K50, bộ ba chi tiết em còn. K50 chị Nguyễn Liên, K50 chị áo hoa cúc, K50 chị Phạm Hồng, chị Hoa Vũ, chị Huyên Hoàng có K50. Rồi đợi em một tí ạ. Lên đơn K50 cho chị Thuận Đỗ, cho chị Lina Mũi có K50. Chốt em là K50 cho chị Đồ Thờ Hồng Lĩnh có, chị Long Trần có đơn. Chốt mã K50 cho em. Bây giờ mọi người comment cho em xin mã này. Tặng áo không đồng kèm số điện thoại, em xin chị gái thứ ba. Ok, chị áo hoa cúc có hai cái. Lên cho em là tặng áo không đồng, em tặng một con áo giữ nhiệt này không đồng trước đã, vì vừa nãy em nói rồi. Vừa nãy em nói các chị này, em đã bảo rồi, em bảo tặng cái gì em sẽ tặng cái đấy. Chưa, tặng áo không đồng kèm số điện thoại, em xin chị gái thứ ba. Và lưu ý em trang chỉ ghim các chị có logo là người chia sẻ nhé. Đó, em đã bảo rồi ạ, quà nhà em trang tặng ít. À, quà ít nhưng mà em tặng rất là đều, có những chị ngày nào cũng được quà luôn. Đấy, các chị nào mà theo dõi nhà em nhiều, các chị thấy không, có những chị ngày nào cũng được quà nhá. Chờ, chịu khó chia sẻ, chịu khó tương tác với em một chút xíu thôi. Có những chị không phải mua quần áo luôn, vì mỗi ngày em tặng một mẫu. Chờ, tặng áo không đồng, chị Điêu Thị Thúy Hương lên đầu tiên trượt mất rồi. Chị Lương Lê lên thứ hai. Rồi ok, em chúc mừng chị Hải Còi hay Hai Còi gì đây. Rồi em chúc mừng chị yêu nhá, có logo là người chia sẻ này. Rồi chúc mừng chị gái, chị nào được ghim tên là được em tặng quà. Lưu ý này, quà tặng nhà em không đọc không, em không kêu tên không các chị đâu. Tránh trường hợp là mọi người sợ trùng Facebook của nhau. Các chị có tin không ạ? Nguyên Thảo Nguyên này, Thảo Nguyễn này, Nguyễn Thảo này, giống nhau rất là nhiều. Hoặc là các chị ơi, tên Facebook giống nhau rất là nhiều. Lên nhà em bao giờ chơi mini game em cũng ghim tên trực tiếp các chị trên màn hình. Chị Hải Còi hôm nay có đơn không? Chị Hải Còi hôm nay có đơn không ạ? Nếu như có đơn thì ngày mai vui lòng nhá. Khi chốt đơn nhắc nhân viên của em là chị ơi em có quà tặng không đồng để bên em gửi kèm nhá. Còn nếu như chị nào không có đơn, các chị muốn gì ạ? Muốn mua hay là muốn gửi đi nguyên quà tặng, nhắn tin hoặc gọi vào số 826 bên em gửi quà tặng cho mình. Chị ạ? Tại vì hình như hôm nay em mới được ghi tên chị này nên em phải nhắc lại thể lệ này anh ạ. Rồi lên cho em mã tất nam, cho em xin cái quần tất của bé đi. Comment cho em luôn ạ, tất nam kèm số điện thoại, mạng chậm chậm quá. Lên của em mã này luôn là tất nam, à có đơn ngày mai nhớ chú nghe, à chờ nhớ thì ạ, nhắc nhân viên của em là chị, em có quà tặng không đồng, nhá. Chị Hải Còi số điện thoại là 969. Cái mã này mọi người lên đơn cho em luôn là tất nam, 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 4 đôi, 5 đôi, 6 đôi này, 7 đôi, 8 đôi, 9 đôi, 10 đôi, 59 nghìn đồng, 10 đôi, 59 nghìn đồng, comment cho em mã này luôn, được quà rồi, cố gắng lên nào. Áo đậu hôm qua chị tặng cho tặng đó, bán cho em đi ạ. Chị Thảo Vi tí săn đi nhá, chị Thảo Vi tí săn. Tại vì em tưởng là hôm trước em mới để lại một cái màu xanh, nhưng mà em hôm qua sớm nay em lôi vào tủ nhà em thì em lại thấy là em có cả một cái màu đỏ, có cả một cái màu xanh rồi. Thế nên là em mới lôi ra em tặng, bán à, tặng thôi. Cái mã này mọi người lên đơn cho là tất nam, 59 nghìn đồng 10 đôi cho em. 59 nghìn đồng 10 đôi. Chị yêu nào lấy tất nam comment hộ em mã hàng. Tất nam kèm số điện thoại, 59 nghìn đồng 10 đôi. 59 nghìn đồng 10 đôi tất nam. Chốt cho em mã hàng tất nam và kèm số điện thoại này, 59 nghìn đồng 10 đôi. Tất nam kèm số điện thoại. Cho các anh đeo đúng một vụ luôn. Bỏ 59 nghìn đồng cho mua cho các anh đeo đúng một vụ luôn. Mọi người lên mã cho em là tất nam và kèm số điện thoại này. 59 nghìn đồng 10 đôi nha các chị gái ơi, 59 nghìn đồng 10 đôi tất nam. Chị bán tất nam đúng từ ngày mà từ hè lúc nào cũng bán. Tất đẹp lắm chị ơi, lên của em là tất nam, kèm số điện thoại.
tất 3D còn, tất nam chị Hoa Vũ 2 đi đâu. Chị nào lấy tất nam mình comment của em là tất nam, kèm số điện thoại cho em. Cố gắng lên cho em chị Bùi Thị Diện tất nam. À, được, được chị Ngô Hồng Ngân ơi, được nhá. Tất nam chị Hằng Lê, tất nam và kèm số điện thoại cho em. 59.000 đồng các chị ơi, 10 đôi ạ, 10 đôi 59.000 đồng. Lên mã tất nam của em kèm số điện thoại nào. Trời ơi, con quần này cũng gọi là con quần xịn xò luôn. Được chưa? Tất nam và kèm số điện thoại. Bộ thể thao ấy chị ơi, bộ thể thao lên K40 rồi chị. Bây giờ lên lại nó không còn hàng chị gái á. Tất nam chị Thắm Vũ, ok chị gái. Chị yêu nào chốt mã này lên đơn của em luôn là K bao nhiêu nào, đọc nào. K bao nhiêu rồi nhỉ mọi người nhỉ? Cái này lên của em còn vỏ gối chị ơi. Lên đơn cho em mã luôn là K51 kèm số điện thoại cho em. K51 giá còn 49.000 đồng một quần. Các chị nhìn cái chất của nó này, 49.000 đồng một quần K51. Tất nam em chốt chị Hùng Phi, cho chị Phạm Thanh. Áo không đồng qua rồi chị ơi, lên mã này cho em luôn là K51 à. Đọc sai nào, kia kìa, vứt ở ngoài, túi ở ngoài mà. Lên cho em mã luôn là K51 cho em nhá. Em có size từ 10 cân đến 22 cân 6 tuổi. 14 cân á. 14 cân đến 25 cân màu đen. Còn những màu khác chỉ còn đến 22 cân thôi nhá. Màu đen này là em có từ 14 cân đến 25 cân. Còn những cái màu khác tất nam chị mua mấy chục đôi rồi giờ vẫn còn đẹp. Em cảm ơn chị Thảo Nguyên. Tất nam chị Phương Xuyến, ok chị gái. Riêng cái màu đen ấy thì nhà em sẽ có size đến 25 cân. Còn màu ghi, màu đỏ, màu tím than nó chỉ còn đến 22 cân thôi. Mọi người lên mã này cho em luôn là K51 và kèm số điện thoại này. Trời ơi, cái chất quần của nó đẹp dã man luôn mọi người ơi này. Mặc cho bé với áo dạ nhá. Mặc cho bé với quần áo parka nhá các chị nhá. Đi thêm đôi giày với nữa bao xinh luôn. Ok chị Nhật Huệ có tất nam. Mọi người lên mã này cho em là K51 và kèm số điện thoại này. K51 và kèm số điện thoại cho em. Giá 49.000 đồng. Nào còn ít áo nhung khóa này lốt cho các chị 39.000 đồng đi. K52 chứ nhỉ. Còn chăn nông cừu không? Còn chị ơi, còn chăn nông cừu ạ. Chị yêu nào chốt mã này lên đơn được em luôn là K53. K52. Thế vừa nãy là K51 mà chị. Vừa nãy là K51 nhá. Chị Phạm Hồng có đơn. Tất nam 20 đôi chị Trần Lương, ok. K51 chị Trần Lương, K51 cho chị Sinh Lê. K51 các chị lấy mấy cái các chị comment vào đấy cho em nhá. Lấy ví dụ đấy 2-3 cái mọi người comment 2-3 cái vào đấy cho em. Mua cho các con mặc thay đổi cực kỳ sướng mọi người nhá. Mua cho các con mặc thay đổi cực kỳ thích luôn. Lên của em mã này luôn là K52 và kèm số điện thoại. K52 kèm số điện thoại cho em. Rồi tiếp lên cho chị K52 mẫu này của em là còn size 10 đến 20 cân. Bé trai mặc được, bé gái mặc được đây này. Rồi ôi bán rẻ hơn một cái áo dây này, 39.000 đồng. 39.000 đồng con áo nhung này mặc cực kỳ giữ nhiệt. Rồi chị Nguyên Anh có, chị Thùy Quang có K51. Lên mã này cho là K52 vẫn còn đến 20 cân đúng không? Còn đến size số 7 này. Mẫu này nhà em còn từ size số 2 đến size số 7 các chị ơi. Này đẹp dã man luôn. Mẫu này các chị có hai anh em, hai chị em các chị mua cho bé mặc giống nhau đi. Con này mặc không đẹp cho các chị trả về. Được chưa? Em xả tặng các chị lốt 39.000 đồng. 39.000 đồng một cái áo nhung như này. Mặc chất của nó vừa mềm nhá các chị nhá. Vừa mềm, vừa ấm cho em ạ. Giữ nhiệt cực kỳ tốt, chốt K52 kèm số điện thoại. Lấy 2-3 cái, comment 2-3 cái các chị mua đi tặng cho bé cũng được. Lên cho em mã hàng K52 nhé mọi người ơi. Giá nốt là các chị là 39.000 đồng. Chị Thu Lê có K51 rồi ạ. Mọi người lên mã này cho em là K52. Nhớ nhá, đặt hàng chú ý nghe điện thoại được mình mới đặt hàng nha mọi người ơi. Được chưa? Lên của em mã này luôn là K52, 39.000 đồng một cái. Đó mọi người ơi, thấy chưa? Đẹp lắm luôn. Chốt K52 và kèm số điện thoại này. K52 kèm số điện thoại cho em 39.000 đồng một cái. 39.000 đồng một cái K52. Chị Phúc Đỗ ok có K52, lấy 2 cái comment 2 cái này. Quá đẹp luôn các chị, áo nhung nhá, áo khoác nhung 10 đến 20 cân. Chốt K52 cho em kèm số điện thoại màu vàng, màu đỏ này. Lên của em là K52. Váy công chúa em còn chị ơi. Chốt em là K52 kèm số điện thoại màu gu xì sữa này, màu con hổ này. Lên đâu em là K52 kèm số điện thoại cho em, giá em bán các chị yêu còn 39.000 đồng. Xem lại giày á chị. Giày đây nhưng mà căn bản là bây giờ nó chỉ chốt được size 38-39 nữa thôi. Giày đây thì chỉ chốt được size 38-39 nữa thôi. Mã hàng K49. Cái này lên cho là K49 nhưng bây giờ em chỉ còn size 38 và size 39 nữa thôi. Chốt em mã hàng K39 69.000 đồng. K52 cho chị Hương Nguyễn. Bộ 3 chi tiết của em Trang là mã K40 ạ. Chợ K52 chị Hằng Lê, K52 cho em. K52 là 39.000 đồng cho chị Hậu Phạm. Hàng đẹp mà rẻ quá, em cảm ơn chị Thúy Huỳnh ạ. Lên của em là K52 kèm số điện thoại. Nên váy công chúa đi cô Trang, ok tình yêu đợi em tí. Lên của em mã hàng là K52 kèm số điện thoại cho em. K52 kèm số điện thoại giúp em. Giá cả nhà bán cho các chị yêu là 39.000 đồng. Còn giày này của em là K49 69.000. Chợ K52 cho em ạ, không có 32 cân chị ơi.
Lấy cái chai đó em tí xem còn hàng không nhá. Chốt K52 kèm số điện thoại. Cái quần nót lông của bé này còn size gì? Nót lông của bé, à đây. Ui dồi ôi, áo vip, áo chip xịn đây. Tranh thủ mà chốt các chị ơi. Xịn sò dã man luôn. Chị nào nhận áo chip này rồi nào? Chị nào nhận áo chip này rồi nào? Còn legging không ạ? À? Em vừa lên xong ạ. À. Nhà cô nhìn nhà cô Trang cái gì muốn mua, cảm ơn chị gái. Chị gái nào chốt mã này lên đơn của em là áo chip xịn. Gọi là xịn thì các chị yên tâm này. Thứ nhất là quay máy giặt thoải mái, không lo mất form nhá, không lo gãy quả được chưa ạ? Đó, toàn bộ hàng này của em tất cả nó đều là hàng không gọng. Thế nên là các chị quay máy giặt, giặt tay giặt máy thoải mái, mặc nó không đau, không bị chọc lên lách được chưa ạ? Mà nó rất là ôm quả nhá, tròn quả cực kỳ luôn. Chốt cho em mã này luôn là áo chip xịn. Chị Lan Hoàng ok, chị Đức Phạm Văn ok, không có 39 cân rồi chị ơi. Áo giữ nhiệt bé trai nhưng mà nó chỉ còn size nhỏ thôi. Mọi người lấy mã này mọi người lên đơn cho em là áo chip xịn ạ. Kèm số điện thoại cho em ạ. Con này các chị mặc với váy cũng vẫn xinh nhá. Lên cho em là áo chip xịn kèm số điện thoại giúp em. Cả nhà ơi bán 69.000 đồng. Có size 36 và size 38. K52 chị Phạm Hồng. 34, 36 và 38. 34, 36 và 38. Lên đơn cho em mã này luôn là áo chip xịn. Được chưa, kèm số điện thoại cho em. Tất của bé cho em xin tất của bé nào anh ơi. Giày của bé màu trắng á chị, giày bé gái màu trắng em vừa lên á chị Thu Lê. Mã là K49 chị ơi. Mã là K49 ạ. Chị nào chốt mã này lên đơn cho em luôn là K áo chip xịn kèm số điện thoại giúp em. Xinh quá mọi người ơi, luôn luôn hướng về cái xinh đẹp quá. Mặc đồ bên trong của nó cũng đẹp như này luôn ấy. Đồ bên trong của nó cũng đẹp như này luôn. Chốt cho em là áo chip xịn nhá. Áo chip xịn kèm số điện thoại cho em ạ. Giá cả nhà được chốt là 69.000 đồng. 69.000 đồng ạ. Lên cho em mã này là áo chip xịn nhá. Em có size 34, 36 và size 38. Size 34, 36 và size 38. Chị yêu nào lấy mã này lên đơn của em là áo chip xịn kèm cho em số điện thoại. Áo chip xịn kèm số điện thoại giúp em. Được chưa các chị gái, em bán cho các chị yêu là 69.000 đồng. 69.000 chứ con này mọi người mua ngoài toàn 130, 150 một cái thôi. 69.000 đồng. Giày của lữ người lớn em còn hàng chị ơi. Còn cái mã giày thể thao thôi. Chốt là em mã hàng áo chip xịn. Cho chị Phúc Kim một cái, cho chị Nguyễn Linh một cái. Áo này mình mua rồi, mặc rất đẹp. Em cảm ơn chị Miền Cát Trắng nhá. Đấy, thế em mới bảo mà. Không phải tự dưng em gọi cái gì nó là xịn đâu mọi người. Chứ bây giờ em gọi áo chip xịn về các chị mặc 2-3 hôm quả nó bè thè lè ra xấu cực kỳ luôn. Thì làm sao lần sau em quảng cáo em bán được hàng đúng không ạ? Mọi người nhá, lưu ý cho em ạ. Lên đơn của em là áo chip xịn và kèm số điện thoại giúp em. Cả nhà được mua giá là còn 69.000. Chị Lula Huyền có đơn, chị Phúc Kim có đơn. Lên đơn của em là áo chip xịn, chị Thu Dương có đơn. Em có size 34, 36 và size 38. Mọi người chốt áo chip xịn của em. Kèm số điện thoại nhá. Áo chip xịn kèm số điện thoại của em. Chứ áo chip xịn màu da, nói chung là áo chip thì đa số chị em mình mặc màu da đúng không? Đa số chị em mình mặc màu da bởi vì kể cả các chị mặc áo ở bên ngoài nó là màu sáng hay tối thì nó sẽ không bị lộ. Đó, mọi người lên đơn mã là áo chip xịn và kèm số điện thoại cho em. Giày còn cái nào size 32 không à? Còn giày thỏ. Còn giày thỏ size 32 ạ. Còn giày thỏ size 32 rồi bây giờ em tặng quà này. Gì cái con này. Cái con áo khoác đỏ của em đây. Đấy. Hôm qua bảo là để lại cái này để mặc. Để lại cái này để mặc các chị ạ. Vì là hôm trước em nhớ là em đã cất một cái màu đen rồi, à một cái màu xanh rồi. Nhưng mà hôm nay mở tủ ra thì thật ra là mình đã cất một cái màu, mình lại cất cả một cái màu đỏ rồi. Thế nên là nó bị trùng màu lên thôi, bây giờ lại lôi ra để tặng cho cả nhà mình nhá. Đó, những cái dòng áo suông này, áo suông, váy suông là mọi người thích mix đồ để nó năng động hơn thì các chị phải mix thêm túi xách nha mọi người ơi, để tạo tỷ lệ cơ thể cho nó đẹp ạ. À. Mọi người rất là đẹp luôn. Bây giờ em tặng con áo vest suông này với giá 0 đồng cho mọi người. Áp dụng cho các tình yêu mình chia sẻ like nhá. Rồi bây giờ em sẽ bỏ ghim cái chị Hải Còi đấy đi để em ghim chị may mắn thứ hai của buổi like ngày hôm nay này. Các chị comment vào đây cho em luôn, tỉnh các chị ở kèm số điện thoại này. Em tặng em sẽ ghim chị gái thứ tư nhá. Em sẽ ghim chị gái thứ tư, mã cho em là tỉnh các chị ở và kèm số điện thoại ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Tỉnh các chị ở và kèm số điện thoại cho em. Em ghim chị gái thứ tư nha mọi người ơi. Tỉnh các chị ở và kèm số điện thoại. Em rất là thích mặc những form rộng như này. Thật luôn. Đấy, mình đeo túi xách lên cho em ạ. Nói chung là mặc những cái dáng suông này mọi người lên mix thêm phụ kiện nha mọi người nhá. Mix thêm phụ kiện. Ok chưa nào mọi người ơi. Giày bé gái 35kg thì nhà em không chốt được rồi. Chị Quỳnh Phan Cà Mau lên đầu tiên rồi. Chị Đỗ Hà lên thứ hai rồi. Chị Thảo Nguyên lên thứ ba rồi. Rồi ok, chúc mừng Hà Lai lên thứ tư này. Ok, chúc mừng Hà Lai lên thứ tư này.
Chúc mừng Hà Lai lên thứ tư này. Hà Lai đã có lượt chia sẻ đúng không anh? Ok nhá, chúc mừng Hà Lai lên thứ tư. Nếu như không nhầm thì Hà Lai lại ở cùng quê này, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Bé này xinh gái lắm luôn đây này. Mấy khi ở nhà là xinh gái lắm đấy nha. Anh ghi tặng đây nào. Ok nha mọi người ơi, cảm ơn mọi người nhá. Lát nữa lại chơi mini game tiếp nha mọi người. Bây giờ lên cái gì đấy? Tất bé này mọi người ơi. Tất bé như bây giờ hết size nhỏ đúng không? Rồi, chúc mừng Hà Lai, không không thấy chị Thảo Vi ạ. Rồi bây giờ mọi người lên mã này cho em Trang luôn, trượt quà rồi. Sao vừa vào đã chơi mi game, vừa vào ra lại chơi mi game. Ok mọi người nha, bây giờ mọi người lên mã này cho em là tất bé và kèm số điện thoại này. Tất bé và kèm số điện thoại cho em. Còn sai từ mấy tuổi đấy anh? Tất bé bây giờ nhà em hết sạch sai nhỏ rồi. Còn nguyên đợt trước thì toàn tồn size bé thôi. À toàn tồn size, toàn tồn size bé hết size to, bây giờ lại còn toàn tồn size to. Đấy mọi người lên mã cho em là tất bé và kèm số điện thoại giúp em. Các chị sẽ được chốt với mức giá là 75.000 đồng một set ạ. 100% là chất tất cốt tông, hàng đẹp. Cái hàng này tất của nhà em là hàng của thủ đô vàng mọi người này. Hàng thủ đô vàng của nó thì nó sẽ có thương hiệu là cặp sách rồi này, áo mưa này, tất này. Những cái hàng của thủ đô vàng chất nó rất là đẹp. Giá là 75.000 đồng 10 đôi. Các chị lên đơn của em mã hàng này luôn là tất bé và kèm số điện thoại. Tất bé và kèm số điện thoại cho em. Không có đâu chị Thanh Xuân Vũ. Lên của em mã hàng tất bé nhé mọi người ơi. Bây giờ em sẽ lên tất bé trai này. Tất bé trai của em là có hình siêu nhân nên nhẹ này. Hình này của em là hình siêu nhân gì đấy? Siêu nhân Batman à? Chốt mã tất bé và kèm số điện thoại giúp em nha. 75.000 10 đôi ạ. 75.000 đồng 10 đôi tất bé. Mọi người comment của em mã hàng tất bé kèm số điện thoại này. Giày bé gái 25 cân nào rồi, ok chị yêu. Cho em xin lốt đôi giày thỏ vào đây này anh ơi. Mọi người ơi, cái chất tất của nó sướng đời lắm. Nó là hàng của thủ đô vàng nha mọi người nhá. Đấy, mọi người thấy không ạ? Logo của thủ đô vàng ạ. Toàn bộ hàng tất bé này nhà em lấy hàng của thủ đô vàng. Kích thước là 20 đến 21 này. Chất liệu cốt tông 80% này. Sợi chun 3% này. Nói chung là hàng công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thủ đô vàng. Ok chưa? Mọi người lên mã này cho em luôn là mã tất bé và kèm số điện thoại cho em. Chưa được gọi điện chốt đơn chị Xuân Thanh Xuân Vũ hôm nay gọi không nghe ạ. Hôm nay đơn của mình là không nghe điện thoại chứ không phải là không chốt đâu ạ. Chưa, tất bé chị Lanh Mỹ ạ, tất bé chị Nguyễn Phương Thảo ạ. Nên là em mã hàng là tất bé nhá. Ngày mai các chị chọn bé trai thì có thể hình siêu nhân này. Hình siêu nhân này nữa này, siêu nhân nhẹ này, siêu nhân Batman này. Chưa, còn bé gái thì có hình hoa cúc này. Bé gái nhà em có hình hoa cúc này. Cho em xin áo giữ nhiệt này anh ơi, áo giữ nhiệt của bé ấy, áo giữ nhiệt sinh nhân ấy. Mã này của em Trang là tất bé và kèm số điện thoại. Tất bé và kèm số điện thoại. Không có cuộc gọi nhỡ mà, có chứ chị. Em đang thấy hay là số điện thoại, anh ơi cho em những cái đơn không nghe này. Lên của em là tất bé và kèm số điện thoại cho em. Nha mọi người ơi, giá cả nhà được mua là 75.000 một lố 10 đôi ạ. Chờ chị Quỳnh Trúc có, chị He Beng có đơn tất bé. Mọi người lên mã hộ em Trang là tất bé nhé mọi người nhé. Giá là 79.000 10 đôi ạ. À 75.000 xin lỗi các chị. 75.000 đồng 10 đôi tất bé. Comment tất bé cho em. Đồ thu đông bé trai 12 cân là ok chị. Chốt em là tất bé và kèm số điện thoại. Tất bé và kèm số điện thoại cho em 75.000 10 đôi. Cho chị Trần Lương ok. Cho chị Hương Nguyễn ok. Chị Mai Trần có đơn tất bé. Các chị gái lên comment hộ em là tất bé và kèm số điện thoại. Đây đây đây, áo giữ nhiệt của nhà em đây. Mọi người ơi, chất nó đẹp như thế này. Nhưng mỗi tội là nó chỉ còn size bé 14 cân đến 20 cân. 14 cân đến size 20 cân, chốt mã hàng này cho em luôn. À, lên giày bé rồi, cho em xin mã giày bé nhá. Giày búp bê búp biết còn nhiều lắm anh ơi, like hôm nay đi. Cái mã này mọi người lên đơn cho em luôn này. Ờ, cái gì nhỉ, đến K bao nhiêu rồi nhỉ? Từ từ em xem lại là K bao nhiêu rồi nè. Vừa nay đến K bao nhiêu rồi anh ơi? Tất bé của em đến 12 tuổi ạ. 6 đến 12 tuổi. Bây giờ em chỉ còn tất từ 6 đến 12 tuổi thôi, còn tất nhỏ hơn không có nhé. Còn từ 13 tuổi trở lên là đeo tất người lớn rồi mọi người nhé. Mọi người lên mã cho em luôn mã này này. Trời ơi, không nhớ ca bao nhiêu rồi, khổ ghê cơ. Người ta phải đọc mã cho em chứ. Thế à chị? Ok chị Phương Hoa. Cái này lên của em là K53 cho em. Lên của em mã này luôn là K53. 39.000 đồng K53. Các chị chọn màu này. K53 39.000. 100% chất cốt tông tàu,
không xù lông nha các chị nha, giặt thoải mái, không nhão nhão cổ này, không nhão cổ. Lên đơn cho em mã này luôn là K53 màu trắng, K53 màu ghi cho em, K53 màu vàng. Chị yêu nào lấy K53 lên đơn của em là K53 và kèm số điện thoại này. K53 cho em ạ, màu cam. Chốt của em mã hàng K53 kèm số điện thoại nhá. Size đến 20 cân, giày thể thao còn ạ. Tất bé chị An Vị Nguyễn ok chị ạ. An Vị Tú ok chị, tất bé chị Hồng Lý Võ ok chị. Lên đơn cho em mã này luôn là K53. Đấy cái mẫu này đẹp quá, mẫu này mọi năm mình làm được đến 40 cân đấy nhỉ. Năm này chưa có lô nào đến 40 cân đây này. Lên của em mã này luôn là K53, kèm số điện thoại cho em 39.000 đồng. K53 rồi ok chị gái lanh lý có đơn. Chị nào lấy K53 lên đơn của em là K53. Cái chất của nó cực kỳ đẹp luôn ạ, à, theo logo này. Logo này theo nhá. Chốt được em mã hàng K53 kèm số điện thoại. Rất bé chị Đặng Thủy ok chị. Lên giày trắng đằng sau đi chị Thu Lê em lên giày rồi mà chị. Giày đấy của em là K49 đấy chị. K53 là của bé trai. K53 là của bé trai. Chốt được em K53 kèm số điện thoại. Nào lên cho các chị mẫu lâu giày này, giày tiểu. Cái mẫu này của em có đến đại đến trung anh ơi. Cái mẫu màu đỏ này này. Màu đỏ có cái lơ này. Hôm nay em vừa nhìn thấy xong anh nhìn lại với em đi. K53 là của bé trai ạ. Đây cái này là K49. Cái này của em là K49 này. Chị nào hỏi bây giờ em chỉ còn size 38, 39 thôi. Lên cho em mã này là K49. Nhưng mà lưu ý 48, 49. Nhưng mà nó là 38, 39 nhưng nó là của nhỡ size nhá. Rồi K53 chị Đỗ Hải Hương cho chị Vũ Thắm, Vũ Thị Minh Quý có đơn K53 có của bé gái không? Có chị ạ. Chốt hộ em mã này luôn là K5. Cái này lên là K49 này. Giày bé gái phải K49 không? K49 cho em ạ. Toàn bộ hàng này của em là hàng Quảng Châu, form giày của nó rất là đẹp. Chị yêu nào chốt mã này lên đơn em là K49. K49 bán cả nhà giá 69.000 đồng. Lên giày thể thao đấy, em chỉ có mã đấy thôi. K53 chị Bon Bon. Chốt em là K53 cho chị Anh Nguyễn ba cái. Ok chị gái. Cho em xin lại cái mã này đi thôi. Cho em xin lại cái mã giày đỏ này đi. Anh xuống nhìn lại của em đi. Hôm nay vừa nhìn thấy xong, chứ không phải là hôm qua. Nó ở bên mé bên này này. Đúng rồi, nhớ ở bên mé bên này này. Mé bên tivi này, ở dưới quán ấy. Mã này các chị lên đơn cho em mã hàng K54. Giày thỏ này, chốt nốt cho các chị yêu này. Giày thỏ là còn 31 đến 3 mấy, 32 đến 35. Chốt em mã này luôn là K54. K53 đến 20 cân. Đúng rồi chị Thu Lê ơi, K53 chị Nguyễn Vương Hiến. Lên cho em mã này luôn là K54 này. K54 nốt 55.000. 55.000 đồng K54. Chị nào lấy K54 comment K54 của em. K54 size từ 32 đến size 34, 35. K49 cho chị Thu Lê. Áo khoác bé gái rồi, cho em xin mẫu pack K nữa này, K48 cho chị Chi Lương. Cái mã này mọi người lên đơn cho em luôn là K54 và kèm số điện thoại này. K54 kèm số điện thoại cho em. Giá cho chốt cho các chị yêu còn 55.000 đồng K54. K53 chị Ngô Hồng Ân. Lên trên mã là K54 kèm số điện thoại này. K54 kèm số điện thoại. 7 tuổi 21 cân bị ngắn rồi. 7 tuổi sợ ngắn tay rồi nhỉ. Đọc mã áo len này nè. Chốt em là K54 kèm số điện thoại. K54 kèm số điện thoại. Giày không còn size 34 rồi. K53 hai cái cho chị Ngân Ngô. Chốt mã K54 kèm số điện thoại cho em. Giày thỏ lốt 55.000, K54 là 55.000 đồng nhé. K54 cho chị Thượng Thắm Vũ. Tặng nhanh thế, điện thoại tắt điện thoại bắt trượt quà. K54 chị He Ben. Chị yêu nào chốt mã lên đơn là K54. K54 chị Thúy Trần ok chị gái. Chốt mã K54 em Thanh Lý 55.000 đồng một đôi đấy. Chị nào chốt mã lên đơn của em là K55 này. K55 áo len này của em là còn size gì? K55 áo len hàng Quảng Châu nhé. Chốt mã này cho em luôn là K55. Xem lại đấy trai 33 cân rồi đó em tí ạ. Mã này mọi người lên đơn em luôn là K55 và kèm số điện thoại này. K55 và kèm số điện thoại giúp em. Trời ơi chất đẹp quá luôn mọi người ơi. Chốt mã này cho em luôn là K55. Ok chị E Ben, chị Hà Nguyệt có đơn. Chất áo nó đẹp quá mọi người ơi. Mai đẹp quá luôn này. Đẹp quá mã này. Chốt rồi em mã này luôn là K55 và kèm số điện thoại. K55 và kèm số điện thoại cho em nhé. Chị yêu nào lấy K55 lên K55 cho em. Để em xem mẫu này còn size đến bao nhiêu cân nào. Rồi ôi áo len cho bé gái này. Áo len cho bé gái lên đơn của em mã hàng K55. K54 cho chị Bình Long Tuệ. Từ từ em còn một cái mẫu giày kia cũng đẹp kìa. Nhưng mà để em chồng em kiểm tra lại xem nó còn size đến bao nhiêu nữa này. Cái mẫu này em có size đến tầm 20 cân 6 tuổi đổ về. 20 cân 6 tuổi đổ về cho em mã này lên đơn của em mã hàng K55.
Giá lốt của các chị yêu là 79.000 đồng. Mọi người nhìn cái chất len này, không bao giờ biết xù lông nha mọi người nhá. Mã hàng K55 màu xanh này, K55 màu trắng có cổ bẻ này. Chốt của em là K55. Màu này của em là K55 màu hồng. Áo khoác treo trên tường này, đợi em một tí xem lên cho. K55 màu này của em là màu hồng này. Đó, mọi người lấy mã này lên đơn của em là K55 hồng có cổ bẻ này. Ngày mai chốt màu sau nhá, chốt màu chốt mã sau. Chốt cho em mã này luôn là K55 kèm số điện thoại. Rồi đợi em tí. Ông ấy không lấy hàng vào này, em chị cũng không biết bán hàng gì ấy, hàng có trong này đâu. Mọi người lên mã này cho em luôn là K55 kèm số điện thoại. Đây để em lên cái áo đằng sau cho mọi người nhé. Lên cho em mã này luôn là K55 kèm số điện thoại cho em. K55 và kèm số điện thoại giúp em. Giá cho cả nhà là còn 79.000 đâu. K55 không còn, không biết được đâu chị ơi. Tí nó hỏi lại xem nào. K54 chị Huỳnh Thị Thanh Thu, ok chị. Đây. Áo này mọi người cứ hỏi mãi đúng không? Áo này mọi người hỏi mãi đúng không? Lên cho là K56. K56 cho em mẫu này. 179.000 đồng một cái. 179. Cái áo len này đến size bao nhiêu cân đấy? 15 25. Thế lại trâu đến 20 cân. Cái áo len của em này 15 đến 25 cân này. Lên lại mã cho em là K55. Thế thì em không có 10 cân rồi, K55 của em là có. K55 của em là có 15 đến 25 cân. Các chị ơi, 15 đến 25 cân ạ. Lên đơn của em là K55 màu xanh này. Chị nào chốt mã này lên đơn là K55 kèm số điện thoại này, màu trắng có cổ này. Em nhầm đấy, em nhầm cân nặng ạ. Chốt là em là K55 kèm số điện thoại nhá, màu hồng không cổ này. Chị nào chốt K55 lên K55 cho em 79.000 nốt. 79.000 đồng nốt, size đến 25 cân. Mỏi hết cả mồm. K55 kèm số điện thoại giúp em 79.000. 79 nhá. Chị Phúc Kim ok K55. Size đến 25 26 cân. Cái mẫu giày này vẫn chưa thấy à? Thế có đến size bao nhiêu? Đây thế thì mẫu này của em có size từ 21 đến size 30, 55.000 đồng nốt đi. K56. K56 55.000. Chị yêu nào chốt mã này lên đơn K56. Mình nhận được áo phao của bé rồi nhưng size nhỏ con mình không vừa á. Gửi lại em đổi cho. K55 79.000. Rồi ok chị gái luôn. K55 cho màu trắng cho chị Vũ Thị Kim Liên. K56 là 179.000 có hai màu. À lên chưa nhỉ? K56 em lên chưa? Đây thế lên lại cho các chị là K56 này đang like thì là nó bị lỡ giả. Mọi người chốt mã này cho em trang là K56. Cái này em có từ 18 cân 4 tuổi cho các bé đến 25 cân. Mã này lên đơn của em là K56 cho em. K56 nhá mọi người ơi. Giá em bán các chị là 179.000 đồng. Áo paca vải thô, con này đẹp lắm. Lên mã này cho em là K56 màu hồng và màu vàng. Chị nào chốt mã này lên đơn của em là K56. K56 đôi giày màu cam cho bé còn không còn chị ơi. K55 cho chị Lê Ngọc. Chị nào chốt mã này lên đơn cho em là K56 và kèm số điện thoại này. K56 và kèm số điện thoại cho em 179.000. 179.000 đồng. 179 nhá mọi người ơi. 179.000 đồng K56. Mọi người chốt mã K56 em. Chốt là em mã hàng K56 nhá mọi người nhá. Chốt là em là K56 và kèm số điện thoại 79.000, 179. Cho em xin điện thoại kia, điện thoại này hết pin. À đây bờm bờm, tổng công công các loại bờm. Còn tầm mười mấy cái bờm. 18.000 lên đơn K57. Lên đơn là em là K57 cho em. K57 còn mấy cái bờm nốt cho các chị yêu này. Chị nào lấy K57 em bán nốt 18.000. Mã cho em là K57 và kèm số điện thoại. K57 và kèm số điện thoại giúp em. Hôm qua có những chị chốt 7-8 cái luôn ý. Chốt em là K57 này. Kèm số điện thoại cho em, giá 18.000 đồng. Cho em xin cái điện thoại khác này. Không có đâu chị ơi. Có cái quần dạ nhưng mà bây giờ năm nay mẫu kiểu khác. Cái quần dạ không biết dạo này đút ở đâu rồi nhỉ. Nên em mã luôn là K57. K57 18.000 mua cho các bé nhá mọi người ơi. Chốt em là K57 kèm số điện thoại nhá. Cái này là mua cho các bé nhá mọi người ơi. K57 18.000, 18. Chị Thanh Xuân Vũ ok, chị Hoa Mây ok. Cái mẫu này em còn một tí thôi. Chốt em là K57 18.000. Này sạc cho em đi. K57 kèm số điện thoại. Chị Trần Trần Nga đơn của chị hôm nay đóng rồi đi chưa? K56 chị Quỳnh Nga. Chốt cho em mãi luôn là K57 kèm số điện thoại này. K57 18.000 đồng. Đây có cả bờm kẻ thì chị em mình đội cũng được, các con đội cũng được. Lên nó em mãi luôn là K57. Cái đầu em nó hơi bết. Dạo này nó cứ trong tình trạng bẩn, không có thời gian gội ấy. Chốt cho em mã hàng là K57 cho em. Lấy bờm kẻ thì mình comment K57 màu kẻ nhá. Còn lấy bờm gấu thì ngày mai báo nhân viên anh ghi vào đấy đi. Ngày mai bảo nó hỏi luôn. K57 cho em. Cho em xin áo khoác bé gái 35 cân nào.
K57 cho chị Thanh Xuân Vũ hai cái, cho chị Phúc Kim K56. K57 hai cái chị Chầu Hương. Lên cho em là K57 mua cả mẹ cả con cùng dùng giá 18.000 đồng. Chốt cho em là K57 18.000. Rồi lên tiếp với chị K58. Rồi cho chị Nhật Huệ, ok hôm qua mình đặt hàng mà không thấy gọi đến chốt đơn à, chị Mít hay làm á? Chị Mít anh đưa cho em cái đơn không nghe đây xem nào. Cái này mọi người ơi, em có size từ 21 nhá. Cho các bạn đến size 2, có size từ 21 cho các bạn đến size 30. Chị yêu nào chốt mã này lên đơn giúp em luôn ạ. Lên đơn giúp em mã này luôn là K58 giá 55.000 đồng một đôi. K58 giá 55.000. Chị Huỳnh Thị Thanh Thu ok chị. Lên cho em mã này luôn là K58 và kèm số điện thoại này. K58 và kèm số điện thoại giúp em. Đây chị Thanh Xuân Vũ này không nghe điện thoại này, số điện thoại là 0964 473093. Dạ. Chị gì Mít hay làm à? Có ba lá sushi sushi gì đây? Đơn hôm qua mới nghe thấy mà cũng có nghe. Đây chị Mít hay làm. Con nghe. Gọi nhưng mà con nghe chị ạ. Số điện thoại của chị gái là 0365668984. Nhà em gọi cho chị nhưng mà con chị nghe điện thoại ạ. Đấy. Nhà em gọi cho chị nhưng mà con chị nghe điện thoại. Nhá. K58 cho chị Minh Mèo, K58 chị Phạm Thanh. K58 cho em ạ. Nhầm một số rồi em ạ. Nhầm một số thì là đấy là cho chị comment đấy ạ. Những cái này là các chị comment như thế nào máy in nhà em in ra như thế ạ. Những cái này là các chị comment như nào là máy in nhà em in ra như thế ạ. Đấy. Máy in nhà em in ra như thế, các chị đánh nhầm số là nhà em làm sao mà gọi được. Đánh nhầm số là do mọi người đấy chứ. Mọi người đánh nhầm số lên là nó in cái comment của mọi người đặt hàng ra đấy. Đây 0964 473093. Đúng rồi, ở dưới của chị là 083 này. Cứ 08 hay 09 thôi. Chị cứ comment 4 lần số điện thoại thì 3 lần số điện thoại thì cứ xen nhau này. 08 hay 09 này. À, thế chốt gửi cho mình nhé. Nhà em phải gọi điện chốt đơn, các chị phải nghe điện thoại. Lâu lâu mới thấy chị Minh Mèo nhỉ, đúng rồi. Hôm qua cũng có rồi. À, cái gì nhỉ? Các chị phải nghe điện thoại bên em mới chốt được chứ mọi người. Phải nghe điện thoại để các chị, em còn xem là cái mã đấy các chị chốt cho ai này, bao nhiêu cân này, màu gì này các chị này. Chứ có phải cứ ào ào như này mà đi đơn đâu, như thế này có mà hoàn chết luôn. Chứ là em phải gọi điện chốt đơn cho các chị là xem các chị chốt màu gì, mẫu gì, mẫu đấy lấy size bao nhiêu cân, lấy cho người cao bao nhiêu chứ các chị. Các chị không nghe điện thoại cứ bảo cứ thế gọi điện chốt đơn là nhà em không thể làm như thế được nha mọi người nhá. Cái mã này của em trang là K58, mọi người lấy mã này cho em trang là K58, ngày mai nhớ chú nghe điện thoại lại của em. Lên mã cho em là gọi điện lại chốt đơn kèm số điện thoại, ngày mai thì em gọi lại cho. Được chưa? Lên mã này cho em là K58 giá 55.000 đồng nốt ạ. 55.000 đồng nốt. Giày của bé 23 cân thì em chịu rồi chị ơi. Bây giờ nhà em chỉ chốt giày theo size thôi. Mẫu này của em có từ size 21 đến tận size 30 đây này chị này. Có từ size 21 đến tận size 30 này, đẹp lắm. Mà em bán có 55.000 đồng thôi. Nhà người ta khác, nhà khác bán rẻ nhất đôi này phải 99.000. Được chưa? Lên cho em mã này luôn là K58 và kèm số điện thoại. K58 và kèm số điện thoại giúp em. Giá em thanh lý cho các chị yêu là còn, cho em xin chân vào đây này. Giá em thanh lý cho các chị yêu là 55.000 đồng một đôi. Còn mẫu giày nào đủ size nữa không? Bộ bé gái 29 cân không có ạ. Mẫu áo kẻ này thanh lý nốt các chị 35.000. K59 đúng không nhỉ? 10 đến 18 cân đúng không? Mẫu này trai gái các con mặc hết được. Cho em mã này lên đơn là K59 này. Size đến cầm 17, 18 cân 5 tuổi. Anh ghi cân nặng vào đấy đi. Chốt cho em mã này luôn là K59 nốt 35.000. Nhá K58 chị Thanh Xuân Vũ ok chị. Lên cho em mã này luôn là K59 và kèm số điện thoại này. K59 và kèm số điện thoại giúp em. Lên cho em xin áo parka có hình con Mickey nào. Giày 5 năm. Lên cho em mã này luôn là K59, K58 rồi ok chị Trần Dung. Mã này cho em xin mã là K59, 35.000 lốt. Thật hôm nay bán chắc ngày mai không đủ tiền giả nhân viên. Tại vì hôm nay toàn mã xả thôi. Hôm nay toàn mã xả thôi này. Lên cho em mã luôn là K59, kèm số điện thoại cho em 35.000. Áo này chất đẹp lắm mọi người ơi. Không xù xíu gì cả bên trong của nó này. Chất này nó của nó giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Chốt cho em mã này luôn là K59 kèm số điện thoại. K59 35.000 đồng. Chị Bon Bon có K59. Size từ 10 cân đến size tầm khoảng là 18 cân 5 tuổi.
K59 đơn chiều chưa gọi điện đâu chị ơi. Đơn chiều dồn vào đơn tối, ngày hôm nay ngày mai nhà em gọi điện chốt đơn. Chị Thanh Hào K59, chị Nguyên Anh K59, chị Nhật Huệ K59. Đẹp lắm cái mã K59 này. Giá lốt 35.000 các chị này. Cái bo tay của em đây này. Đó, thấy chưa, hàng nó đẹp như này cơ mà. Mọi người lấy mã này cho em xin mã là K59. 35.000. Rồi cho chị Thông Dương Văn K59, cho chị Thùy Vũ K59 ạ. Bộ bé gái 20 cân ok chị. K59 cho chị Phúc Đỗ có đơn ạ, cho chị Ngô Hồng Ân có này. Áo này chất đẹp lắm, em cảm ơn chị Mê Di Dinh. Không xù, không chảy vải, K59. Rồi, K460. Còn hai màu đấy thôi à? Mã này lên đâu em ạ, K60, chị Lê Ngọc có K59, chị Anh Nguyễn có K59. Quần lót lông của Nam chưa về đâu chị ơi. K59 cho chị Đỗ Hải Hương, cho chị Thanh Hào, cho chị Mưa Nguyễn, Mưa Nguyễn lên số điện thoại của em. Mã này cả nhà cùng lên đơn cho em luôn là K60. Đọc sai nữa anh ạ. K60 này chốt từ 26 cân được. Đây cái con bé kia đến mặc được đấy. 26 cân K59 cho chị Thủy Phạn Thanh. Ok chị, K59 cho chị Lò Thoa. Cho em xin cái bộ bò ba set bò hai chi tiết anh nhớ không? Màu lâu lâu á. Lấy vào đây đi mấy quần thô đi. Mã này cho em xin mã luôn là K60. K60 hộ em cái nào. Bên trong là lót lông cừu. K60 cho em 189.000 đồng. Các chị ơi nhìn cho em này. 189.000 đồng, con này khoác vừa nhẹ nhá, mà khoác vào phát là đảm bảo ấm người luôn. Tại vì nó lót lông bên trong giữ nhiệt cực tốt luôn. Riêng như cái áo nó cứ làm lót lông, các chị thấy không? Các nước khác mà nó ở xứ lạnh ấy, bao giờ hàng nó cũng toàn lông không? Tại vì nó giữ nhiệt rất là tốt. Mã này mọi người lên đơn cho em luôn nhá. Mã này lên đơn cho em luôn là K60. Nó không cần quá dày nhưng nó rất là ấm. Chị nào chốt mã này lên đơn em là K60. 26 cân cho đến 40 cân. Thảm trải ghế em chưa có hàng ạ. K60 chị Nguyễn Hà ok HD. Chốt cho em là K60 này. Các chị nhìn này, cái logo hình con Mickey này theo này. Được chưa mọi người ơi, K60 cho em. Giá của nó là 189.000 đồng. Form của nó quá đẹp luôn các chị. Các chị mặc với quần legging cho bé quay nhảy mấy con gà cái xong này nó gáy ghê đấy nhỉ. K60 cho em ạ. Chốt em là K60. K60 kèm số điện thoại giúp em nha mọi người ơi. Cả nhà ơi, 189.000 đồng. 189 K60 kèm số điện thoại. Màu đỏ, màu đỏ này là đỏ cam, rất là đẹp luôn này. Chị nào lấy K60 cho mình K60 màu hồng ok chị. Chốt cho em là K60 và kèm số điện thoại nhá. K60 và kèm số điện thoại giúp em. Giá em bán là 189.000 đồng. 189.000 đồng K60. Mọi người lên mã K60 cho em. Bảo ông Đức nó đun nước thôi thịt luôn. Mấy hôm nay thịt nhiều lắm rồi chị. Lên rồi em là K60 và kèm số điện thoại này. Đấy chưa? Giá 189. Giá 189.000 đồng. Nào cho em xin cái bộ Adidas màu đen nào. Anh Adidas màu đen đây 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 đây. Cho lốt này. Đấy. Mã K61 lốt 65.000. Bộ này thì gọi là siêu rẻ rồi. K60 chị Dinh Lùn Nguyễn ok chị gái. Hôm nay như kiểu nó đả đảo mình ấy. Mã này mọi người lên đơn cho luôn là K61 cho em. K61 và kèm số điện thoại. Đấy hàng có mấy này có về đâu chị. Chốt cho em mã luôn là K61 cho em xin nốt mấy cái khăn vào đây nào. K61 kèm số điện thoại cho em. Ngày mai chắc phải đóng chuyến mới. K61 kèm số điện thoại cho em. K61 65.000 đồng cả bộ như này. Nhưng mà em chỉ còn size từ tầm 12 cân đến 18 cân 5 tuổi thôi. 12-18 cân 5 tuổi nha. Bộ này đẹp lắm. K61 cho em. Nhìn cho em này. Bộ này của em toàn bộ nó là vải u mì ạ. Toàn bộ cái này của em nó là vải u mì 65.000 đồng. Mã hàng K61 kèm số điện thoại. Chị Mua Nguyễn có K61 ạ. Chị Nguyễn Mỹ Lệ có K60 ạ. Lên đơn cho em mã luôn là K61 và kèm số điện thoại này. K61 và kèm số điện thoại cho em. K61 vải của nó là vải u mì nhá. Các chị gái lên cho em là K61 kèm số điện thoại lốt 65.000 ạ. 65.000 đồng một bộ ạ. Mọi người lấy mã này mọi người lên đơn của em là K61 giúp em này. K60. K60 em chốt chị Huyên Hoàng ok chị. Lên cho em mã này luôn là K61 nhá mọi người nhá. K61 cho em 65.000 cả bộ này luôn. Chị nào lấy thì comment cho em mã K61. Rồi bộ này còn 88.000 đồng. Này bộ này vứt bao vào đây này chồng ơi. Mã lên đơn của em luôn là K62. 88.000 đồng chốt nhanh cho em mã này luôn là K62 kèm số điện thoại này. K62 kèm số điện thoại cho em. K62 kèm số điện thoại cho em 88.000 đồng. Em đúc cái gì đây nhỉ? À, đúc cái gì à?
K62 88.000 đồng một cái. Mọi người ơi, lên mã hộ em là K62 nha mọi người ơi, K60 35 cân em chốt cho chị Trần Thùy ạ. Lên đơn cho em mã này luôn là K62 kèm số điện thoại này. Đẹp quá mấy chị gái ơi. K62 88.000 đồng nhá. Các chị có một bộ như này, gồm một quần thô, chờ một áo di lê cho bé. Đấy, dáng hip hop 88.000 đồng, size từ 12 đến size 18 cân 5 tuổi. Chốt cho em là K62. K62 này, một cái quần không các chị mua ngoài đã 80-90.000 rồi. Chứ đừng nói cả set như này nha mọi người ơi. 88.000 đồng K62 kèm số điện thoại cho em. K62 kèm số điện thoại cho em. K61 em chốt chị Duyên lò. Bộ u mì như thế không có size to rồi chị ơi. Bộ u mì đấy đẹp lắm, chất của nó ấy. Lên đơn em là K62 kèm số điện thoại này. K62 chị Hà Tiên 88.000 đồng một bộ. Chị gái nào lấy K62 lên đơn K62 cho em. K62 cho em ạ. Em cảm ơn chị Len Nguyễn nhá. À Len tặng. Hả? K61 là bộ này này. Bộ xanh này. K61 đây. K61 mẫu Adidas này thì bé trai bé gái đều mặc được nhá. Lên mã này cho em là K61 kèm số điện thoại này. Đây chị Trần Trần Nga này, chốt cho em mã này luôn là K61 này. K61 là 65.000 này. K61 là 65.000 ạ. Chưa, K61 là 65.000, K62 chị Đỗ Hải Hương một bộ này. K62 chị Thanh Hà một bộ này. Chị nào chốt K62 lên comment K62, chị Duyên Lô có K61 rồi. Comment cho em mã K62 kèm số điện thoại này. K62 không có size to đâu chị ơi. Chốt đến size nào nó có size đến đấy thôi. Hả? Bộ đấy 65.000. K62 là 88.000 cho chị Lô Ngọc K62. Lên hộ em là K62 kèm số điện thoại. Chị Lê Ngọc để lại số điện thoại cho em nhé. Cái mã này mọi người lên đơn K63. Ngày mai các chị yêu nhớ chú ý điện thoại giúp em nhá. Comment cho em mã này luôn là K63 này. K63 của em là toàn bộ là chất da cá. Bên trong có lót lỉ. Lên cho em mã này luôn là K63 hộ em. Chợ K63 cái này mặc vừa nhẹ vừa ấm các chị ạ. Nhẹ không luôn mà ấm lắm. Cái này của em là hả? Bộ bò 88.000. Mã này các chị lên đơn của em là K63. Từ tầm 18 cân 6 tuổi cho các con đến 30 cân nhá. 18 cân 6 tuổi cho đến 30 cân, 39.000 đồng K63. Rồi. 39.000 đồng các chị nhìn cái quần này, trời ơi nó đẹp dã man luôn. Mẫu này thì bé trai bé gái mặc được, bé gái nào không điệu quá là mặc được. Còn bé nào mà thích kiểu điệu đà này các con sẽ không mặc hàng này. Để cho chị yêu nào lấy cái mã này lên đơn của em cân nhắc trước khi chốt nha mọi người ơi. Mã này lên đơn của em là K63, con quần này rất là đẹp luôn, giá 39.000 đồng. K63, chị Linh Nam Muối có K62. Là như nào ạ? Lên đâu em mã này luôn ạ. Chị bảo là gửi 4 quần. Là chị Trần Liên là như nào nhỉ? Em không nhìn hiểu nhỉ? Lên đâu em mã luôn là K63. Mẫu này đẹp quá mấy chị ơi. Giá 39.000 đồng chốt được đến 30 cân. 39.000 đồng cho em mã hàng K63 và kèm số điện thoại này. K63 có hai màu ghi đậm ghi nhạt như này nhá. Nhưng mà thôi các chị lấy hai cái em lấy hai màu. Còn lấy một cái thì lấy màu nào cũng được. Lên hộ em 39.000 đồng. Đấy chị Tâm Tít ơi, lấy cái mã đấy cho em đi. K63 kèm số điện thoại đi. Bộ đấy lên rồi đấy, giá 88.000 đấy. Bộ bò đấy, anh vừa hỏi đấy còn gì. K62 rồi, ok rồi, đơn lúc chiều. Cái áo này Thanh nghĩ cho các chị 98.000 này. Các chị ơi, áo gió kiểu mẫu này là mẫu Trung Trung Liên nhá. Em tư vấn cho các chị gái là chốt cho các anh từ tầm 40 tuổi trở lên. Được chưa? Đẹp lắm luôn, cái logo này theo này. Đấy, 98.000 đồng chất gió cho em này. Gió cực kỳ đẹp, nói chung là cái mã 9 với cái giá 98.000 này thì cực kỳ đẹp luôn. Cái hàng này bên ngoài phải bán 180-190 nhá. K63 cho chị Phương Hoa, cho chị Hồng Lý Võ, cho chị Vũ Thị Minh Quý, cho chị Thùy Vũ, em bán có bao nhiêu tiền đâu. K63 chị Hạnh Nguyên có 39.000 đồng thôi. Chị Lê Thị Thảo Tướng ơi, chốt K63 này đi. Cái quần bé trai này này, quần bé trai này này đẹp lắm. Bé trai bé gái đều mặc được nhá. Đây này nó may đằng sau này. 39.000 đồng K63 em đi kèm cùng vào đơn nhá. Rồi ok, chị gái Lê Nguyễn có, chị Hạnh Nguyễn có đơn K63. Chốt em là K63 kèm số điện thoại. Mã này cả nhà lên đơn K64. K64 98.000 đồng nốt cho em. Con này còn vài cái. K64 kèm số điện thoại 98.000 đồng nốt này. K64 giúp em nha mọi người. Mã này sẽ có size cho các anh, các ông từ tầm khoảng là 50 cân đến 72 cân. Cái áo này mặc kéo cổ trụ lên như thế này cũng ok nhá. Và các chị có thể là gì ạ, bẻ cổ như này cũng được. Chốt cho em mã hàng K64. Tất cả những cái dòng này túi tiếc của nó đều có khóa kéo. Mọi người lên mã này hộ em là K64, đẹp quá mọi người ơi. 98.000 đồng. Chốt nốt em 98.000 K64 nhé. 98.000 đồng K64 cho chị Linh Nam Mũi K63.
Mọi người lên mã này cho em luôn. À rồi, ok, chị gái Phạm Hồng có đơn K63 hai cái. Lấy mã này cho em xin mã là K6498.000 ạ. 98.000 đồng K64 màu sữa này, màu đen cho em này. Màu này của em là màu ghi. Bộ trung liên nam không em? Dạ không còn hàng rồi chị ơi. Chốt là em là K64 và kèm số điện thoại này. K64 kèm số điện thoại cho em. Giá cho các chị gái là còn 98.000, anh ơi sửa giá nhá. 98.000. Con này không còn nhiều đâu, K64 á. K64 này thanh lý này, chị Vũ Hiền ngày mai xuống hộ em nhá. K64 em chốt cho chị Huyên Hoàng một cái. Mọi người ơi chốt mã này đi. 98.000 đồng, con này rất là đẹp luôn. Đây em qua mã này. À em mặc màu khác thử cho mọi người này. K64 50 đến 72 cân có size vừa. K64 em có 3 màu, màu sữa này các chị gái này, màu sữa qua nhá. Màu này của em là màu ghi, có thể mặc kéo cổ trụ lên. Đấy, cho nó khỏi lạnh cổ, còn anh nào mà thích bẻ cổ ra cũng vẫn được. Chốt của em là K64 và kèm số điện thoại. K64 kèm số điện thoại cho em, 98.000 đồng nốt con này. 98.000 đồng K64. Cho em xin áo gió nốt nung tiều nè anh ơi. K64 kèm số điện thoại cho em. Đó, 98.000 đồng một cái. Mọi người lấy mã này, mọi người lên đơn của em là K64 và kèm số điện thoại này, màu đen nữa này. Đẹp chưa? Có 3 màu, màu nào lên đẹp. 3 màu nào lên đẹp. Lên của em là K64 nha mọi người ơi. Đấy, giá 98.000 đồng. Con gió này mặc nhẹ cực kỳ luôn. K64 cho chị Bùi Diệu, cho chị Lệ Nguyễn Thị, cho chị Dung Nguyễn, K63 hai cái. Chị nào chốt mã này lên đơn của em là K64 và kèm số điện thoại. K64 và kèm số điện thoại cho em ạ. À, giá cho các chị gái là còn 98.000 đồng ạ. 98.000 đồng K64 này, đẹp lắm luôn. Chị Dung Nguyễn có đơn K64. Đây là màu đen này. Màu nào lên đẹp này các chị ơi. Đấy, màu nào lên đẹp, logo này theo này. Được chưa, logo đằng sau này theo nhá. Cái logo đằng sau này cũng theo. Lên mã này cho luôn là K64 và kèm số điện thoại. Đấy, các chị kéo, các anh đi xe mà nếu mà đi xe ngoài đường là cứ phải kéo kín cổ lên. Chợ không cần phải quàng khăn nữa, rất là ấm cổ. Chốt cho em mã hàng K64 đây này. Cái chun tay của nó cũng đẹp. K64 cho em 98.000 đồng một cái. Ok, chị Trương Thị Khánh Mỹ có đơn K64, chị Dinh Lùn cũng có đơn K64. Lên hộ em là K64 kèm số điện thoại. Chốt đơn cho cả nhà mình giá tiền 98.000 đồng. Trời ơi, con này là kệ dao Nhật. Kệ dao Nhật kèm số điện thoại cho em. K64 cho chị Mít hay làm, ok chị. Chị gái nào lấy kệ dao Nhật lên đơn cho là kệ dao Nhật. Và giá ngày hôm nay các chị được mua là 145.000 đồng. Hàng này nó không ham, không dỉ nha các chị nhá. K64 em chốt cho chị Lan em. K64 của em đến 70 cân chị ơi, 72 cân nha chị Su rốt. K64 cho chị Hà Nguyễn, ok chị. Các chị nhìn này, cái này các chị để dao này, để kéo này, để thớt này, để vung nồi song chảo này, các chị treo muôi thìa bát đĩa, treo muôi thìa các thứ vào đây cho em. Lên đơn cho em ạ, kệ dao Nhật. Cái này của nó là bằng cái sắt gì ấy, nó nặng lắm các chị ạ, mà nó không bị ham bị dỉ nhá. Chứ nó sẽ có bốn cái chân này, bốn cái đế chân này, mọi người về mọi người lắp vào cho em nha, bốn cái đế chân ở đây. Mọi người lên đơn là kệ dao Nhật cho em. Xả cho các chị yêu còn 145.000 đồng một cái kệ dao Nhật. Mọi người lên mã của em là kệ dao Nhật kèm số điện thoại nhá, 145. Chốt của em là kệ dao Nhật kèm số điện thoại chị Thùy Hoàng, ok chị gái. Chị nào lấy cái mã này lên đâu của em là kệ dao Nhật và kèm số điện thoại giúp em. Kệ dao Nhật kèm số điện thoại cho em Trang, các chị nhận đơn hàng. Giá 145.000 đồng. Giá 145.000 đồng kệ dao Nhật. Rồi, cái áo này của em mới gọi là đỉnh cao này. Áo này bán bao nhiêu vẫn thấy thích bán. Cái túi của nó to đùng luôn. Cho em xin mấy cái áo vest vào đây là để em tặng này. Cái này túi của nó to này. Đúc tay thích lắm luôn mọi người ơi. Đúc tay con này thích cực kỳ luôn. Mã này mọi người lên đơn K65. Lên đơn cho là K65 nhá. Áo gió nốt lông kiều của nữ các chị ạ. Đấy, áo gió nốt lông kiều của nữ. Bây giờ còn size từ 45 đến size 60 cân. Chị nào chốt mã này lên đơn của em luôn là K65. Giá cho các chị gái là còn 125.000 lốt. 125.000. Trời ơi các chị ơi. Lên mã này cho em là K65 và kèm số điện thoại. Em còn 2 màu thôi. K65 này em còn 2 màu. Màu này của em là màu cam này. Màu này của em là màu cam nhỉ. Màu cam nhạt mọi người đó. Nhìn cho em cái form của nó mặc lên rất là gọn, rất là đẹp. Mã này cho em là K65 màu cam. Chị gái nào chốt K65 lên đơn K65 60 cân đổ về. Chốt là em là K65 kèm số điện thoại nhá. Màu cam và màu đen. Ôi thôi nghe tìm rồi. Chốt mã K65 cho em. 60 cân đổ về thôi các chị gái ơi. Chị nào chốt K65 lên K65 cho em. Giá cho các chị yêu còn 125.000. Đấy, các chị nhìn cái túi của nó này.
K65 và kèm số điện thoại cho em 165 để giao nhập cho chị Hồng Lý Võ. Ok, chị có 145.000 thôi. Hàng này nó không han gì nha các chị nhá. Hàng này nhà người ta bán 199 đấy mọi người. Mọi người lấy mã này mọi người lên đơn của em luôn là K65 màu đen. K65 cho chị Phúc Đỗ một cái này, đẹp quá mọi người. Đẹp quá, chất liệu gió bên ngoài nó là gió thô này, 125.000 nốt. Mọi người lấy mã này mọi người lên đơn là K65. Cho chị Thanh Hà một cái K65. Chốt cho em là K65 và kèm số điện thoại. K65 và kèm số điện thoại cho em. K65 và kèm số điện thoại giúp em. Cả nhà ơi, 100 bao nhiêu tiền nhỉ? 125.000. K65 phải lốt 125 nhé. 125.000 đồng một cái. Chốt mã này của em là K65 và kèm số điện thoại. K65 và kèm số điện thoại cho em. 125.000 ạ. Chị yêu nào lấy thì mình lên đơn mã của em là K65. Lên mã của em là K65 đây, em đóng cái khúc vào cho mọi người xem này. Em đóng cho các chị yêu cái, em đóng cho các chị yêu khóa vào cho mọi người nhìn này. Đó, mọi người lên mã này cho em là K65. Cái túi của nó rất là to, đúc tay và rất là thoải mái luôn. Chị gái nào chốt mã này lên đơn em là K65 kèm số điện thoại nhá. K65 cho chị Nguyễn Hà, ok chị. K65 chị Hùng Phi, ok chị. Rồi ok chị gái Mít hay làm, anh kia chị Mít hay làm ra gọi buổi sớm cả. K65 chị Trần Thùy, ok chị. K64 chị Trần Liên, ok. Chăn lông cừu lên đi. K65 chốt chị Chi Lương cái mẫu này lên chốt. Mặc nhẹ mà đẹp, giá có 125.000 đồng thôi. Mọi người lấy mã này mọi người lên là K65 ạ. Chưa chị Huyên Hoàng có K65 ạ. Các chị lên đơn của em là K65 kèm số điện thoại nhá. K65 kèm số điện thoại vào đây cho em. Giá của các chị yêu là 125.000 một cái á. Đẹp lắm. 125 ạ. Chị nào bé đang bấm điện thoại à? Chị nào bé đang bấm điện thoại kia ạ? Lên của em mã K65 và kèm số điện thoại này. Quần nam em lên rồi chị ơi. Quần nam, quần u mì còn tí nào không anh? K65 kèm số điện thoại cho em. Quần áo này đẹp thế. Em đã bảo em quên hẳn một cái bao này cơ mà. K65 cho chị Dinh Lùn Nguyễn một cái, cho chị Lệ Nguyễn Thị một cái, đẹp quá. Hai màu đều đẹp các chị ạ. Kiểu dáng của nó đây này mọi người, nhìn cho em này. K65 đấy, 125.000. Đúng thật các chị gái, gọi là bằng tiền con áo phông ngoài chợ nhá. K65 cho em. Mặc vào nhẹ mà ấm lắm. Chất liệu bên ngoài của nó là gió thô, không phải gió xoạt xoạt ly lông đâu, gió thô mà bên trong nó lông cừu này. Lên đơn của em là K65. Rồi con này em tặng không đồng luôn. Con này đẹp thế. Con đẹp quá luôn mọi người ơi. Con này mất bố cúc rồi. Các chị về các chị đơm cúc vào cho em này. Con này mất một cái cúc rồi. Con này về mọi người đơm cúc vào cho em ạ. Con này đẹp quá. Con này mà các chị mặc với chân váy thì gọi là đẹp thôi rồi luôn. Con này mất bố hai cái cúc. Còn nếu không nó có hai cúc ở đây này. Các chị về các chị ra hiệu may các chị đơm một em cái cúc nhá. Ui con này đẹp thế nhỉ. Anh, con này để lại không? Con đẹp nhà, con này mặc với chân váy Gucci gọi. Cho em cái chân váy Gucci đây em bán luôn à. Ủa con này đẹp quá mấy chị ơi. Cho em xin cái chân váy Gucci đây em mặc luôn à anh ơi. Cho em bán luôn chân váy Gucci nè. Trời ơi, con đẹp quá. Con này đẹp thật sự luôn mọi người. Ui đúng kiểu hàng hãng, mặc lên phát nó lên form luôn. Nào anh, nhanh lên. Đợi em tí nhá. Ui sao cái con này nó lại mất cúc cũng biết được chứ. Con này đẹp quá mọi người ơi. Em tặng các chị con này không đồng nhá mọi người nhá. Con này đẹp thật sự luôn ạ. Con này đẹp thật sự luôn. Con này chị nào tầm 48, 49 cân đổ lại là mặc đẹp. Chị nào cao 1m6 là tầm 50 cân là mặc đẹp. Ui cái vai cái của nó này các chị này. Hàng công sở nhà em chưa bao giờ bán cái hàng linh tinh vớ vẩn cho mọi người. Rồi bây giờ để em bỏ ghim nhá. Em bỏ ghim Hà Lai nhá để em chơi mi game. Bây giờ sẽ ghim chị may mắn thứ 3 trong buổi live ngày hôm nay nha. Đẹp thật sự luôn. Ôi dồi ôi cho em xin cái chân váy nào để em mix đồ là. Con này đẹp quá. Mong may mắn. Tiểu Lâm 3kg, con này đẹp thật sự luôn ý. Con này em mà ngắm lên như này là em chắc chắn các chị là rất là đẹp. Con này em chắc chắn mọi người rất là đẹp luôn. Chà. Trời ơi, con này sao xịn sò quá vậy nhỉ. Xịn sò quá vậy, cái kiểu cổ của nó cũng đẹp quá. Tí em sẽ tặng thêm một cái chân váy nữa luôn cho mọi người. Để em bán chân váy cho các chị này. Các chị về các chị đi ra ngoài quán các chị đơm đây. Đúng hai đường cúc, nó bị mất hai cái cúc nha mọi người. Bắt lại cái cúc các chị vào các chị đơm vào cho em nhá. Các chị ra các chị đơm vào cho em nhá. Chà. Bao giờ có thời gian em sẽ học thêm may vá nữa. Em sẽ học thêm may vá để cho em sửa chữa những cái quần áo lỗi nữa. Nhà em chưa có thời gian học. Mà thật ra là từ bé giờ em bán quần áo này nhưng em chưa bao giờ cầm kim khâu quần áo đâu các chị. Ví dụ như là lỗi đấy cái gì quần áo mà, hoặc là quần áo của em hay của con mà khâu toàn chồng em khâu thôi.
Đây em sẽ mix thử cho các chị với lại ô chân váy đuôi cá vẫn còn á. Mix thử cho các chị thử với chân váy đuôi cá xem nào. Mix cho các chị cái chân váy đuôi cá này còn bán được không? Rồi mix thử cho các chị với chân váy đuôi cá. Chị nào nhận chân váy công sở nhà em rồi nào, cho em xin cái feedback vào đây nào. Tại vì nó đẹp quá nên là muốn bán cho các chị gái. Tại vì nó đẹp quá nên là muốn mix đồ lên cho mọi người để mọi người xem. Ôi cho em xin cái dư giày của em ra đây này. Trời ơi các chị ơi này, em đã bảo rồi à, con này mà mix với chân váy thì gọi là đẹp tuyệt vời luôn. Thành dân công sở 100% luôn đấy. Xinh nhở? Con này xinh quá mọi người ơi, con này xinh quá mọi người ơi, xinh xinh quá luôn. Rồi bây giờ tặng nha mọi người ơi. Lên cho em mã này luôn ạ. Có một là gì được nhở? Yêu em Trang đi, gạch ngang số điện thoại ghim chị gái thứ 6 đi. Vừa nãy là ghim chị thứ 3, thứ 4, thứ 5 rồi đúng không? Bây giờ ghim chị thứ 6 nhá. Ghim chị gái thứ 6 này, mã cho em là yêu em Trang gạch ngang số điện thoại ạ. Nhà em Trang có nhiều loại luôn đấy, đúng rồi chị. Gì cũng có, em đã bảo rồi, mỗi tội là em ra online sau thôi mà. Em ra bán hàng online sau thôi chứ còn. Tại vì ngày xưa em bán yêu em Trang chị Thảo Vi lên đầu tiên trượt quà rồi. Ghim chị thứ 6 nhỉ anh nhỉ? Chị Thảo Vi lên đầu tiên thì lại chị Thảo Vi lại lên tiếp này. Chị Bùi Diệu lên thứ 2 mất rồi, trượt rồi. Hà Lai lên thứ 3 mất rồi em ơi. Chị Huyền Trang lên thứ 4 này. Chị Thanh Xuân Vũ lên thứ 5 mất rồi, trượt quà rồi. Ok em chúc mừng chị Anh Nguyễn lên thứ 6. Chúc mừng chị Anh Nguyễn lên thứ 6. Chị Thảo Nguyên, chị Anh Nguyễn này năm nay hay được quà này anh nhỉ? Chị Anh Nguyễn này. Chị Anh Nguyễn có phải chị này số 558 hình như được quà lần này là thứ 5 hay thứ 6 rồi không? Trong năm nay không? Quải chồng lấy cho em đôi giày cao thế. Đây cái đôi giày này em nói em bảo em để lại đeo này các chị. Mà hôm sinh nhật chưa kịp đeo á. Hôm sinh nhật là ăn cơm xong là đi phê phê rượu không dám đeo đôi cao. Sợ đi nó ngã. Đấy các chị nhìn này. Rồi ôi đẹp quá mấy chị ơi. Nào bây giờ các chị lên cho em chân váy đuôi cá là còn size gì? Chỉ còn màu này thôi đúng không? Nhưng mà anh không cần màu ghi à? Chân váy đuôi cá em sẽ có màu đen và màu ghi nhá. Em sẽ bán luôn cho cả nhà. Chân váy đuôi cá rồi em chỉ còn màu đen. Em còn đủ size đúng không? Các chị nhìn may cho em này. Nhìn may này, hàng toàn hàng hãng đấy các chị. Hàng váy công sở là nhà em không bán linh tinh đâu. Các chị nhá, lưu ý cho em là hàng công sở là em không bán linh tinh. Cho em xin cái áo cổ hai lá áo nhung vào đây đi nha. Lên cho em có đủ size từ 40 cân. Dạo này sao bụng mình to đấy nhỉ? 40 cân cho các chị gái đến tầm khoảng là 60 cân đổ về em đủ size. Lên cho em mã nào. Mã nào? Ôi dồi ôi, đeo cái đôi giày này cao quá. Cái gì 66 nhỉ? K66 cho em. Lên cho em là K66 40 đến 60 cân cho em K66 49 nghìn đồng đi. Rồi con này các chị ra ngoài mua 199 nghìn một cái nhá. Cho em xin cái áo nhung có cổ hai cổ lơ này. Mã K66 bây giờ em Trang chỉ còn size cho các chỉ còn màu đen. Bụng to quá, thảo này bụng to ghê cơ. K66 cho em kèm số điện thoại. K66 và kèm số điện thoại giúp em. Đẹp quá mấy chị ơi, giá của các chị gái là còn 49 nghìn đồng. Lại trượt quá. Cố gắng lên cho em là mã hàng K66 cho em nha mọi người ơi. K66 49 nghìn đồng một cái. Xong để em sẽ lên chân váy bút chì cho mọi người. K66 này mặc đẹp mà mọi người. K66 này mặc tuyệt vời luôn ấy. Chị yêu nào lấy K66 lên comment cho em là K66 nhá. K66 này mặc đẹp tuyệt vời, kể cả các chị mặc đi Tết ấy. Nhiều khi là Tết nhất này, đám cưới kiếp là mình hay mặc đồ đúng không? Tết này, đám cưới MC này em cũng hay mặc kiểu như này. Mọi người lên cho em là K66 và kèm số điện thoại. K66 các chị sơ vin với áo sơ mi, sơ vin với các kiểu. Em đang sơ vin với áo dây nó hơi bị kệch một tí. Bây giờ em sẽ lấy cái đồ công sở để em sơ vin cho mọi người. Chốt em K66 cho chị Huệ Kim. Rồi ok, K66 chị Nhật Huệ cho chị Trần Loan, đẹp lắm. Nói chung là cái đồ công sở nha em và các chị yên tâm luôn ạ. May rất là đẹp nha. Mọi người lấy mã này lên đâu, em là K66. Em sẽ sơ vin luôn một cái đồ công sở để các chị lên form luôn này. K66 và kèm số điện thoại cho em. Giá cho các chị gái là còn 49 nghìn đồng. Đợi em một tí xíu nhé mọi người. Đợi em một tí xíu, lên cho em là K66 và kèm số điện thoại. Nó lên một cái áo khác. Nhìn nó sẽ khác. Gọi là nhìn nó kiểu khác luôn mọi người ạ. Đây em lên cho các chị một cái kiểu công sở là nó sẽ nhìn cái váy nó sẽ khác luôn. Vừa nãy đang nhìn áo dây nó không ra kiểu gì mới kiểu gì. Mọi người nhìn cho em này. 49. Làm này chết dở luôn ấy. Tại vì đặt cái lô váy công sở xong về nó dịch. Nào anh ơi cho em xin cái đóng cái cúc vào em này. K40 đấy anh, các chị thấy chưa? Mặc cái đồ công sở vào khác là nhìn nó phải khác luôn. Chết, cái bụng tao dạo này là to thế nhỉ.
Tôi quyết tâm hôm nay phải tập thể dục. Lên trên mã này luôn là K66 cho em. K66 là chân váy công sở nha mọi người ơi. K66 của em là chân váy công sở ạ. Đấy các chị thấy không? Mặc đồ công sở lên nhìn nó khác luôn ạ. Chốt em là K66 ạ. Đẹp quá mọi người ơi. K66 và kèm số điện thoại cho em ạ. Trang mặc cái gì cũng đẹp kể cả bộ lam. Ui dồi ôi. Chị lại được khen em rồi. Lên rồi em là K66 kèm số điện thoại nhá. K66 kèm số điện thoại giúp em. Rồi bây giờ lên áo em mặc luôn K67. Áo nhung này 59.000 đồng đi. Lên rồi em là K67. Trang mặc đẹp thế ạ, em cảm ơn chị. Đây lên cho chị K67 đi. Con này áo nhung này, mọi người mua ngoài toàn trăm mấy thôi. Bây giờ 59.000 đồng. Đây là mẫu dài tay đúng không anh? Đây là dài tay mới lỡ tay rồi này. Anh ơi vứt cái hàng chưa nghe vào đấy, ngày mai bọn nó xem là có ai bọn anh. Cũng khen. Cũng thích khen lắm đấy mọi người ạ. Lên cho em mã luôn là K67 cho em. K67 cho em này. Rồi ôi mẫu dài tay cho em ạ. Anh ghi mẫu cổ hai lá này ra nhá. K67 đây này, hàng có size đầy đủ cho cả nhà mình này. Size từ 40 cân đến size 60 cân. 62 cân vẫn ok mã này nhá. Tại vì cái chất nhung này nó giãn này. Đó mọi người lên mã này cho em Trang là K67. Và giá em chốt cho cả nhà còn là 59.000 đồng. Màu này của em là màu sữa này. Màu này cũng đẹp này. Màu báo này này. Màu báo hồng này cũng đẹp này. Mặc lên đảm bảo sang cực kỳ cho mọi người luôn. Cái chất nhung này là mặc lên người nhìn nó đã có cái độ sang của nó rồi ấy. Mọi người lên mã này cho là K67. K66 chị Tâm Tít, K67 chị Huế Kim. Lên là K67, màu em mặc là màu sữa nhá. Màu này là màu báo hồng này. Được chưa? Màu báo hồng cho em ạ. Màu này màu báo trắng này. Màu báo này rất đẹp luôn. Nhưng mà mỗi tội cái màu này của em nó lại đang size XL. Màu này của em là màu báo trắng này. Đẹp lắm. Lên của em mã này luôn là K67. Cho chị Lê Nguyễn Thị ok chị. Màu báo đỏ báo hồng cho em. Chốt em là K67 nhá. Em bán các chị yêu có 59.000 đồng thôi. 59.000 đồng K67. Chị nào chốt K67 lên K67 màu đỏ này. Đây để em mặc cho các chị màu đỏ lỡ tay cho mọi người nhìn này. Em mặc màu đỏ lỡ tay cho các chị yêu nhìn này. Lên của em là K67, mọi người ngắm lại nhá. Mọi người ngắm lại cho em này. Chốt em là K67. Mọi người ơi, mọi người có thể mix với quần dài nhá. Mọi người ơi, không cần phải mix với chân váy đâu. Mọi người mix với quần dài rất là đẹp. Chốt cho em là K67 và kèm số điện thoại cho em. Được chưa, cả nhà sẽ được chốt đơn với mức giá là có 59.000 đồng thôi. Đây bây giờ em đi qua em qua. Úi dồi ôi. K67 cho em. Bây giờ em mặc thử cho các chị một cái mẫu lỡ tay màu đỏ. Cái form này lên đẹp tuyệt vời luôn. Áo nhung nha mọi người nhá. Mọi người lấy nào, anh hộ em tí nào. Lên hộ em là K67 và kèm số điện thoại này. K67 và kèm số điện thoại cho em. K67 và kèm số điện thoại giúp em. Giá bán cho các chị yêu là còn 69.000 đồng. Đấy. Mẫu này của em là mẫu lỡ tay. Ui đẹp nhở. Ui mặc màu đỏ lên đẹp quá các chị ơi. Màu đỏ của nó là đỏ xong lại chấm chấm đen nhìn nó sang cực kỳ luôn. Đỏ nhưng mà đỏ chấm chấm đen nhìn nó sang cực kỳ luôn này. Chị gái nào chốt mã này lên đơn cho là K67 cho em. K67 và kèm số điện thoại. Mẫu này đẹp cực kỳ luôn. Chị Hồng Lý và ok. Cái này em chỉ có size ML X thôi chị ơi. Con này mặc rộng một tí vẫn đẹp nhá. Chốt em là K67 đẹp quá. Mọi người ơi đẹp quá, túi sách của em đâu nhỉ? Nào có cái túi nào màu tông màu ở đây nào? Túi sách có cái tông nào ở đây nào? Trời ơi con này đẹp quá mọi người ơi. Thật sự luôn các chị, con này đẹp thật luôn. K67 cho em. K67 chị Hùng Hiếu ok chị này. Con này đẹp quá mọi người, chốt đi có size ML, XL. Màu nào lên cũng ngất người luôn. Màu nào lên con này lên cũng ngất luôn ạ. Chốt em là K67 và kèm số điện thoại này. K67 và kèm số điện thoại giúp em. Lên của em là K67 nha mọi người nhá. Chốt của em là K67. Cái dây của nó hơi, em thích cái những cái tông như này thì em lại thích đeo kiểu này. Em lại thích đeo kiểu đeo quay sách như này, này. Đó, thấy chưa? Sang dã man luôn mọi người. Mọi người chốt mã này cho em là K67 nhá mọi người nhá. K67 và kèm số điện thoại. Dây đằng sau lên rồi đây nó có cả màu hồng nữa này. Màu hồng. Màu hồng của nó cũng chấm đen. Màu hồng của nó cũng chấm đen nhá. Mọi người lấy mã này mọi người lên là K67 cho em. Rồi bây giờ em chuyển qua mẫu chân váy khác cho mọi người. Chuyển qua mẫu chân váy bút chì. Mẫu này các chị lên đâu là K68. Chân váy bút chì này đủ size nhỉ? Chân váy bút chì của em cũng sẽ đủ size cho các chị gái. Đẹp nhỉ? Trời ơi hôm nào chả lâu lắm rồi chả được đi đám cưới để mặc cái váy này. Chả được đi đám cưới để mặc cái váy đấy. Đây bây giờ em sẽ lên chân váy bút chì cho các chị gái. Đẹp quá mà đơn vừa đi. K67 ạ. Bây giờ lên cho các chị là K68 này.
Mọi người ơi đẹp quá, chị nào mà làm công sở các chị chốt đi, các chị làm công sở các chị được diện suốt ngày luôn. Các chị làm công sở các chị được diện suốt ngày, như bọn em này thì đồ công sở em ít khi được diện hơn các chị. Bởi vì là em ở nhà cái công việc của em nó không hợp ấy. Cái công việc của em suốt ngày nó đi lại với cả là nó bốc hàng, bốc hóa rồi là bán hàng, đóng hàng cho các chị ấy. Rất là vất vả nên nó không hợp với những kiểu như này. Chứ mà kiểu như này mà thật ngày nào mà cũng hợp chắc em phải để lại đủ các thể loại luôn. Đây mã này cho em sẽ là K68, chân váy bút chì 49.000. K68 cho em ạ. À. Con này đẹp lắm mọi người ơi. Chốt em là K68 nhá. K68 này thì nó có nhiều mẫu. Nhưng mà nó sẽ là chân váy bút chì và màu đen. Size từ 40 cân đến 60 cân. Chân váy bằng vải đấy chị ơi, bằng vải, hàng đẹp lắm. Nói chung là mọi người cứ yên tâm, nếu mà về cái đồ công sở nhà em ấy, em đã bảo rồi, riêng hàng công sở không bao giờ em bán hàng xưởng cho mọi người nhá. Hàng công sở là nhà em không bao giờ, không bao giờ bán hàng xưởng cho các chị luôn. Chốt em mã này luôn là K67 ạ. À K6 mấy nhỉ? Chân váy bút chì này. K68 ạ. K68 của em trang sẽ chốt cho các chị gái từ 40 cân, đủ size đến 60 cân này, 49.000 đồng K68. Con này đẹp quá mọi người ơi. Con này đẹp quá luôn. Áo treo móc kia là áo trẻ con ạ. K66, K67 cho chị Hồng hóm hình lỡ tay, K67 dài tay chị Lê Thị Phương. Chị nào chốt mã này lên đâu là em là K68 ạ. Đẹp quá mọi người ơi. K68 kèm số điện thoại này. K68 kèm số điện thoại cho em. Giá là còn 49.000 đồng. Giá là còn 49.000 đồng K68. Con đẹp nhỉ? Con này là mặc đồ công sở và lại muốn đi làm. Các chị cứ mỗi lần mặc đồ công sở là muốn đi làm luôn ấy. Mọi người lên mã này cho là K68. Chân váy đẹp mình biết to bụng to mặt xấu á. Lên hộ em chị Trần Trần Nga, dáng đẹp như thế còn kêu xấu, còn đẹp hơn em ấy. Còn đẹp hơn em ấy. K68 là chị Nguyễn Phương, K68 là chị Thảo Vi. Lên hộ em là K68 kèm số điện thoại này. Cái mẫu này cũng đẹp này. Ok Hà Lai có K68. Cái mẫu này của em cũng đẹp mà anh cầm size to quá này. Cái mẫu này này. Mẫu chân váy này cũng đẹp này anh này. Có size L không? À có size M không? K68 cho em. Được chưa? Áo em mặc đến 60 cân mà chị. Áo em mặc là hàng có size nhá. Mọi người lấy mã này mọi người lên là K68 cho em. Dạo này bụng nó hơi to tí. Chốt em là K68 đây, cái mẫu này cũng đẹp nhưng mỗi tội là chồng em lại cầm cái size to quá. Nói chung là mẫu cái chân váy công sở mẫu nào em thấy đẹp ấy. Chân váy công sở mẫu nào em cũng thấy đẹp ấy. K67 lỡ tay cho chị Dinh Lùn Nguyễn, ok chị gái luôn này. Đấy, mấy hôm nay là đầu tóc lúc nào cũng trong tình trạng là bù hết cả lên xong là bết hết cả vào đây, đang buồn vì là cái lô hàng của em nó đang không về được. Đây mọi người ơi. Nếu mà hôm nay em về được em có đây cái lô đẹp cho các chị ấy. Khổ ghê. Đây này, mọi người ơi cái K68 này đẹp lắm, các chị lấy mấy cái mà mặc. Chị nào mà mình hay kiểu thích đồ công sở này các chị lấy mấy cái mà mặc thật ấy. Đấy, em mặc cái mẫu này nó hơi bị rộng một tí này. Mọi người lấy mã này, mọi người lên cho em mã này luôn là K67 cho em. À K68, rồi qua mã nhá mọi người ơi. K68 kèm số điện thoại cho em. K68 kèm số điện thoại thôi em. Đẹp nhờ mọi người nhờ. Mê ly quá, tí nữa em sẽ tặng một chân váy cho mọi người, chia sẻ livestream nhá. 10 rưỡi rồi kìa. K68 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Từ hôm qua buồn theo trang luôn, 10 bao của em ấy chị. Hiện tại bây giờ em còn 10 bao, hơn 10 bao đấy. Chán lắm luôn. Sao mà nó lại chặt chục chặt các kiểu không biết được. Thôi để em mặc luôn con áo này đi nhỉ, con này đẹp. Con này mặc đẹp, đứng mặc like luôn. Con này đứng mặc like luôn cho các chị. Mọi người hỏi xem chăn, còn chị nào muốn xem chăn không để em lên chăn. Không thì em sẽ lên quần áo tiếp cho mọi người. Mọi người hỏi xem mọi người có muốn lên chăn không để em lên chăn cho các chị một tí nào. Chăn em còn một ít nữa này. Đứng mặc luôn con này cho các chị nhá. Đứng mặc luôn con này cho mọi người. Trang lấy chân váy xếp ly á, cho mấy chị bông to mặc. Chân váy xếp ly như không còn rồi ạ. Chân váy xếp ly như không còn rồi. Buồn lắm luôn, buồn lắm luôn. Rồi làm giày cho các chị gái luôn này. Giày thể thao. Đọc sai cho em này. Lên chăn tớ mua cho em gái tớ một cái, ok. Lên cho em mã này luôn là K69 à. Đó. Chị nào chốt mã này lên hộ em là K69 cho em. Giày thể thao nhá. Giày thể thao mẫu này thì em có size từ 35 đến size 39. 35 đến size 39 nhưng mà lôm côm màu lắm rồi.
Lẻ sai lắm rồi, lốt 65.000 này. Lên rồi em áo này luôn là K69, 35 đến 39. Còn đủ không? 35 đến 39 nhưng mà ngày mai hết, ví dụ như mà nó có màu các chị thích mà nó hết sai rồi hoan hỉ, coi như mình bỏ qua mã này nhá. Tại vì mã này nó lẻ sai lắm rồi. Mọi người lên mã này cho là K69 nhá. Giày cao thì không like giờ này rồi, rồi chị ơi. K69 màu đen này. K69 màu này cho em là sọc tam này. Lên hộ em mã này luôn là K69 ạ, 65.000 đồng ạ. 65.000 đồng một đôi ạ. Lên chúc em K69 sọc cam. Chị nào chốt K69 comment K69 này. K69 sọc tím này. Chị nào chốt K69 lên K69 giúp em. Giá là 65.000 đồng một đôi nhá, 65.000. Chị nào lấy K69 lên đâu nó em là K69 kèm số điện thoại. Có chăn kìa, mọi người hỏi bảo lên chăn kìa anh ơi. Lên hộ em mã này luôn là K69 nhá. Màu này của em là màu vẩy sơn hồng này, vẩy sơn hồng. Chị nào lấy mẫu nào thì lấy nhá, lên đâu nó em là K69. Có chị nào muốn xem chăn nữa không nào? Để lên cả thể cho các chị yêu. Lên cho là K69 kèm số điện thoại giày thể thao. Cho em xin mã chăn vào đây nè. Các chị lên tiếp cho em mã này luôn là chip nam. Chip nam bây giờ còn đến 70 cân thôi. Giày thể thao nam số 3839 á. Chị Ngọc Huế được còn giày siêu nhân của bé đấy. Không còn màu trắng đâu chị Anh Mai. Bán hết chăn kia trước đi. Mã này các chị lên đơn cho em mã này luôn là chip nam kèm số điện thoại giúp em. Một hộp chip nam này của em là 53 cái này. 54.000. Chốt em là quần chip nam kèm số điện thoại nốt 54.000. Hôm nay bán chắc ngày mai không đủ tiền trả nhân viên thật sự luôn. Mã nào cũng xả luôn đấy. Hôm nay không có cái mã nào để gánh à. Mã này các chị lên đơn của em K69 cho chị Trần Loan, K69 cho chị Nguyễn Phương Thảo. Lên của em là K69 nốt 65.000 ạ. K69 nốt 65.000 ạ. Chị yêu nào lấy K69 lên comment của em là K69 kèm số điện thoại nhá. K69 kèm số điện thoại giúp em. K69 kèm số điện thoại giúp em. Rồi tiếp cho em mã này luôn này. Mã này lên đơn cho em luôn là chip nam. Quần chip nam kèm số điện thoại giúp em. Bóng điện mất rồi, mất một bóng nhỉ. Lên của em là quần chip nam và kèm số điện thoại này. Một hộp của em là 3 cái 70 cân đổ về. Chị nào chốt quần chip nam lên, quần chip nam một hộp 3 cái 3 màu. Giá 54.000. Chị yêu nào lấy hộp chip nam này lên đơn của em là chip nam, quần chip nam kèm số điện thoại nhé. Lên của em là quần chip nam kèm số điện thoại giúp em. 54.000, chất rất là đẹp luôn. Co giãn tốt và không xù lông, mềm cho các anh mặc nhé. Lên của em là quần chip nam và kèm số điện thoại này. Quần chip nam và kèm số điện thoại giúp em. Chị nào có đơn lưu phải comment dồn đơn lưu nhé. Tránh trường hợp đơn một mà nó ít tiền ấy. Đơn một mà nó ít tiền nhà em sẽ gọi sau nha mọi người nhé. Kiểu như vậy á. Thường thường là nhà em sẽ gọi từ đơn dài xuống đến đơn 1. Đó mọi người nhá, lưu ý cho em ạ. Quần chip nam mà chị Tâm Tít, ok chị yêu. Lên hộ em là quần chip nam kèm số điện thoại. Giá em bán nốt 54.000 đồng một hộp 53 cái. Rồi tiếp tục cho em mã này. Mã này các chị yêu lên đơn hộ em là chăn nông cừu và kèm số điện thoại cho em. Chăn nông cừu và kèm số điện thoại cho em. Giá thanh lý cho các chị này. Chip nam ok chị gái, ok chị Bụng Điêu Thị Thúy Hương có quần chip nam. Chị gái nào chốt chăn nông cừu lên đơn của em là chăn nông cừu và kèm số điện thoại nhá. Chăn nông cừu sẽ chốt cho các chị là 229.000 đồng một cái. 229.000 đồng một cái chăn nông cừu. Được chưa? Và kích thước của nó dao động từ khoảng là 1m9 x 2m2, cân nặng tầm 3 cân nha mọi người nhá. Lên đơn của em mã này luôn là chăn nông cừu và nhà em là các chị được chọn màu. Toàn màu đẹp thôi các chị ơi. Đó cái chăn của nó nhìn chắc chắn nó đẹp cực kỳ luôn, bông dày. Tơi bông. Lên của em là chăn nông cừu màu này của em là màu hoa hồng đỏ này. Chăn nông cừu màu hoa hồng đỏ cho em. Chị Hoàng Thu có quần chip nam. Lên đơn của em mã này luôn là chăn nông cừu rổ thì từ từ anh. Chăn nông cừu màu hoa hồng đỏ cho em này. Like một lần thôi nhá. Chăn nông cừu mẫu này của em là mẫu con hiêu ạ. Mẫu con hiêu màu đen ạ. Chốt của em ạ, chị Bích Trần ok ạ. Chip chéo nam em không có rồi tình yêu. Mã này cả nhà lên đơn của em là chăn con hiêu màu chăn con hiêu này. Con hiêu màu đen nhỉ? Các chị ơi nhìn cho em này. Rồi ôi đẹp lắm. 229.000 đồng ship toàn quốc của cả nhà mình là 30.000 đồng một đơn hàng. Lên đơn chăn lông cừu con hiêu. Con hiêu nhá, con hiêu đen ạ. Mọi người lên mã chăn lông cừu cho em kèm số điện thoại này. Áo màu hồng này xong like rồi. Chỗ này em là chăn con hiêu này. Chăn này của em là chăn hoa tím này. Lên của em là chăn hoa tím này. Thôi dơ như này thôi mọi người nhá. Chăn hoa tím ạ. Chăn lông cừu hình hoa tím ạ. Mọi người lấy mã đấy lên đơn em là chăn lông cừu hình hoa tím này. Màu này của em là chăn lông cừu màu gu xì này. Đó, chăn lông cừu mẫu này của em là mẫu gu xì ạ. Lên của em mã này luôn là chăn lông cừu gu xì ạ. Kèm số điện thoại cho em ạ. 229.000 đồng, mệt quá. 229.000. Chăn lông cừu mẫu này của em là mẫu Dior ạ.
toàn màu đẹp, thề luôn là toàn màu đẹp, chả biết bỏ lại màu nào. Lên của em là chăn lông cừu và kèm số điện thoại giúp em 229.000 đồng, 229.000 đồng kèm số điện thoại cho em. Màu này của em là màu hoa hồng lâu này, màu này của em là màu hoa hồng lâu này. Mọi người lên của em là chăn lông cừu kèm số điện thoại cho em hoa hồng lâu nhá, 229.000 đồng nốt, 229.000 đồng nốt. Mọi người lấy mã này cho em là chăn lông cừu đã. À cái này là trái tim, cái này là hình trái tim. Áo đen đằng sau chốt đến 65 cân, à 60 cân ạ. Chốt em là chăn lông cừu kèm số điện thoại hình trái tim nha mọi người, hình trái tim. Cái này của em là hình hoa ly này, cái này của em là chăn lông cừu hình hoa ly. Cho tớ cái LV này, ok chị, ok chị Trần Trần Nga. Lên của em là chăn lông cừu kèm số điện thoại giúp em 229. Thôi dở đâu, dở như này là được rồi nha mọi người. Hình hoa ly này, cái này của em là hình hoa ly này. Chốt em là chăn lông cừu hình hoa ly. Đó, gọi là mùa đông không có lạnh, chăn này thì còn lạnh gì nữa. Chốt em là chăn lông cừu, màu này của em là màu LV báo này. Màu này của em là màu LV báo này. Lên của em là chăn lông cừu, màu này là LV báo. Anh ơi, dở, cái LV báo này nó không có hình. LV báo cho em. Chị nào lấy chăn lông cừu LV báo, lên của em là chăn lông cừu. Mẫu này là LV báo cho em. Mình xem áo bé trẻ em đi á chị. Áo lên áo, lên áo trẻ con của ai chị, bé trai bé gái đấy. Mẫu này là mẫu chân báo cho em. Mẫu hình bàn chân thôi, mẫu hình bàn chân nhá. Chả biết nó là bàn chân con gì. Lên em má này luôn là hình bàn chân ạ. Đó, chị yêu nào lấy chăn lông cừu lên đâu em mà chăn lông cừu của Phan. Kèm số điện thoại cho em. Chăn lông cừu và kèm số điện thoại cho em 229.000 đồng. Mẹ quá. Rồi mọi người ơi bây giờ lên cái gì nào? Nào lên bộ bé thì lên bộ bé, thích hàng bé thì lên hàng bé. Đấy gì cái gì thì cũng có. Lên của em là chăn lông cừu kèm số điện thoại cho em, chăn lông cừu hoa ly cho chị Hương Nguyễn một cái. Mình mua cho ông bà nội ngoại ấy mọi người. Màu nào cũng đẹp luôn, năm nay màu nó đẹp thật sự ấy. Chị nào lấy chăn lông cừu các chị gái lên đơn của em là chăn lông cừu kèm số điện thoại cho em 229 nhá. 229.000 đồng một cái. Chăn lông cừu cho chị Phan Thanh ấy, màu u xì ok chị gái luôn. Chị yêu nào lấy chăn lông cừu mình lên mã của em là chăn lông cừu kèm số điện thoại 229. Rồi tiếp cho mọi người luôn. Ca bao nhiêu nào? Ca bao nhiêu nào? Ca 70. Ca 70 cho em kèm số điện thoại này. Chốt của em là ca 70. Chị xem vỏ gối á chị. Lên của em là ca 70. Vỏ gối như tối qua like rồi ấy. Má này lên đâu em là ca 70 cho em. Ca 70 kèm số điện thoại. Bà áo bé gái bao nhiêu cân hả chị? Chốt cho em má này luôn là ca 70 này. Giá còn 95.000 đồng một bộ. K70 kèm số điện thoại cho em 95.000 ạ. Mẫu này của em là có từ 10 đến 20 cân chốt K70. 10 đến 20 cân nhưng tầm 6 tuổi thôi nhá, 7 tuổi nó sẽ bị ngắn. K70 có hai màu đen với cả màu lâu. 6 tuổi ngắn á. Cái mẫu này thế chốt từ 2 chốt đến từ 10 đến 20 cân 5 tuổi. Lên cho em mã này luôn là K70 và kèm số điện thoại 95.000. Bé quá nhỉ. K70 kèm số điện thoại cho em 95.000 thôi. 95.000 đồng K70. Chị yêu nào lấy K70 lên của em là K70 với. K70 kèm số điện thoại cho em 95.000 này. Chị gái nào lấy K70 lên mã của em là K70, 95.000 đồng. 95.000 đồng nhá. Quên rồi, hôm nay bảo đưa con đi nhục răng lại. Quên rồi anh ơi. Trời ơi, ngày mai hai bố con tranh thủ đi đi. K70 kèm số điện thoại cho em 95.000. Rồi mọi người có muốn hỏi gì thêm không? Chị Nguyễn Thị Lệ kia, chị muốn xem cái áo gì nào? Xem cái áo gì? K70 cho chị Nhật Huệ một cái. K70 chị Hồng Hóm Hình một bộ 95.000 đồng. Chất của nó là chất dạ đấy. Cái bộ đấy hình như hôm trước em treo rồi, em để đâu rồi ấy. Bộ đấy là chất dạ nha mọi người ơi. Cái bộ đấy chất đẹp lắm. Chim Nam 54 đây này. Cái bộ này này. Bộ này chất của nó đẹp lắm ấy. Chất của nó là chất dạ nhung. Chị nào lấy K70 lên K70. Mọi người ơi, mọi người muốn xem gì comment lên đây nào để em chuẩn bị nghỉ đây. Em chuẩn bị tặng quà rồi em nghỉ đây. K70 cho em. Cho em xem mẫu bộ cho bé gái 26 tuổi 22 cân. Anh ơi, bộ còn, bộ bé gái 6 tuổi 22 cân còn bộ da cá tàu đấy. Chỉ còn bộ da cá tàu thôi, còn bộ nhỏ nhỏ không còn. À cái bộ mà kiểu cốt tông mỏng mỏng nó không còn. Cái mã này mọi người lên đơn cho luôn là K71, còn nguyên size M 40 đến 45 đến 50 cân. Chốt em mã này luôn là K71, bộ này rất là đẹp luôn này. K71
K71 nốt được các chị yêu là 125.000 một bộ. Mã này lên đơn cho em luôn là K71 và kèm số điện thoại này. 125.000. 125.000 đồng một bộ cho em mã này lên đơn của em luôn là K71 và kèm số điện thoại. K71 và kèm số điện thoại cho em. Bộ này chất của nó thì phải nói là đẹp lắm. Form cũng đẹp lắm, mỗi tội là còn size bé thôi. Mỗi tội là em còn size bé thôi, size 45 đến size 50 cân. Mọi người lên mã này cho em luôn là K71 125.000 một bộ nhé. K71 125.000 đồng, chăn lông tiều cho chị Bích Trần ok. Cho chị xem lại bộ bé trai 35 cân. Bộ bé trai không có 35 cân. Em không còn bộ bé trai 35 cân rồi. Các chị ơi, em không còn bộ bé trai 35 cân nhá. Mọi người lấy mã này, mọi người lên đơn cho luôn là K71 cho em. K71 cho em. Giá là 125.000, bộ này mặc vào nó nhẹ lắm luôn. Nhẹ này, thoải mái này. Không nhão, không xù, nhăn vải. Lên đơn cho mã này luôn là K71 và kèm số điện thoại này. K71 cho em, bây giờ chỉ chốt được cho các chị từ 45 đến 65 cân thôi. Mẫu này tay của nó là dáng áo tay lỡ này. Dáng này của em là dáng tay lỡ, cả nhà lên đơn cho là K71 nhá. Giá của em bán cho các chị yêu là còn 125.000 một bộ, đẹp nhỉ. K71 125. Mọi người lên mã này cho em luôn là K71 và kèm số điện thoại này. K71 kèm số điện thoại cho em 125.000. 125.000 đồng một bộ nhá. Mọi người lấy mã này, mọi người lên hộ em là K71. Quái nhỉ. Cái bộ để em lên lốt cái bộ cho mọi người nhé. Bây giờ em tặng quà, em sẽ công bố quà mini game chia sẻ like nha mọi người ơi. Nào nhanh lên anh. Em buộc hết một buộc vào đấy rồi. Buộc rồi, em buộc vào đấy. Cái này còn một buộc ở ngoài kia. Lên cho em mã luôn là K72 đến 25 cân. 15 đến 25, 16 đến 25 cân chốt K72. Em bán nốt các chị 110.000 bộ. Bộ này là bộ da. Dạ. Thế anh tìm thấy cái bộ cái nhỏ cái bộ này em buộc cả túm vào chưa? Tí nữa em ra tìm cho. Mã này lên đơn cho luôn là K72 lốt này, K72 110.000. Chốt em là K72 kèm số điện thoại nhé. K72 vào cho em xin được chia sẻ em tặng quà này. K72 kèm số điện thoại giúp em. Chưa? K71 65 cân cho chị bộ á, không vừa chị ơi. 65 cân bây giờ nó còn cái mẫu như này nhưng mà tay nó pha gen dài tay cơ. Chứ nó không có mẫu lửng tay như này. Mẫu lửng tay mặc đẹp thật luôn. Nhẹ lắm các chị ạ. Nhẹ lắm ấy. Rồi lên cho mã luôn là K72. K72 chốt đến 25-26 cân. 110.000. Dạ. Đây bộ em mặc này. Rồi bây giờ em tặng quà cho anh xin lượt chia sẻ nào anh. Hôm nay không kiểm tra được à? Không kiểm tra được lượt chia sẻ. Vậy thì sẽ chơi mini game vui nha. Em đã bảo rồi ạ, em tặng một con chân váy này ạ. Em tặng con chân váy này ạ. Các chị thích chân váy đuôi cá hay thích chân váy kia nhỉ? Tặng chân váy đuôi cá ấy, con này chân váy đuôi cá thấy đẹp quá. Em tặng một con chân váy đuôi cá vàng dòng công sở nhá, không kiểm tra được lượt chia sẻ rồi tối nay. Dạ, bộ 125. Rồi bây giờ các chị lên cho em mã này luôn là chúc ngủ ngon kèm số điện thoại này, ghi một phát là chị thứ 7 luôn. Chị thứ 7 có logo là người chia sẻ ạ. Ok, chị Phùng Hiếu có đơn ạ. K72 110.000 chất da cá sấu. Comment cho em từ từ. Em ghim chị gái thứ 7 lên mã là chúc ngủ ngon kèm số điện thoại cho em, nhớ là phải có logo là người chia sẻ và lên đúng gì ạ? Lên đúng là chị thứ 7 cho em cho nó may mắn nhá. Chúc ngủ ngon kèm số điện thoại giúp em. Một like em cũng tặng khá là nhiều. Like chia sẻ quá trời. Ui thôi mai nhá chị ơi. Hôm nay thì mai coi như hôm nay là ủng hộ em Trang. Nói chung ngày nào cũng muốn tặng các chị về lượt chia sẻ nhưng trừ khi không kiểm tra được thì thôi thôi. Chị Thảo Vi lên đầu tiên trượt quà, chị Hoàng Thu lên thứ hai trượt quà, chị Thanh Mai Nguyễn lên thứ ba trượt quà, rồi chị Hoa Vũ có K72, chị Tập Sống Khác lên thứ tư trượt mất rồi, chị Hồng Hóm Hình lên thứ năm, chị Đỗ Hà lên thứ sáu, rồi ok em chúc mừng chị Điêu Thị Thúy Hương lên thứ bảy, em chúc mừng chị gái Điêu Thị Thúy Hương lên thứ bảy này, anh tặng cho chị Điêu Thị Thúy Hương 196, số 196. Chị này hôm nay cũng có đơn đúng không anh? Chị Điêu Thị Thúy Hương, chị gái cũng có đơn đúng không ạ? Ngày mai các chị nhớ nhá, chị nào có đơn thì các chị phải gì ạ? Nhắc nhân viên hộ em là chị có quà tặng, đòi quà nhá mọi người nhá, đòi quà cho em. Rồi bây giờ em Trang nghỉ live đây. Hẹn gặp tất cả các chị vào live của ngày mai nhá. Chị nào có đơn ngày mai các chị nhớ chú ý nghe điện thoại nhá. Các chị không nghe điện thoại nhiều ấy,
hai ba lần không hẹn thoại là lần sau nhà em không chốt đơn đâu, em nói rõ luôn nha mọi người ơi, lưu ý cho em ạ. Chị nào có đơn mình nhớ chú ý nghe điện thoại. Like này em vẫn đăng, em chưa có xóa bài, ngày mai mới xóa. Thế nên là chị nào muốn xem lại like để chốt mã hàng thì mọi người cứ xem lại like cho em. Ưng mã sản phẩm nào các chị gái comment mã sản phẩm kèm theo số điện thoại, ngày mai nhân viên nhà em gọi đến chốt đơn. Và ví dụ như các chị muốn hỏi thêm sản phẩm gì bên ngoài like, các chị đã từng xem rồi các chị cứ hỏi nhà em xem còn. Còn thì nhà em sẽ cho vào cho các chị nhé. Rồi bây giờ là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn các chị đã vào chia sẻ livestream ủng hộ giúp em ạ. Bây giờ em nghỉ live đây. Bye bye mọi người. Chúc tất cả các chị em mình ngủ ngon nhá. Bye bye các chị. Áo lam 98.000 là mã bao nhiêu kìa anh ơi? Áo nam mà trung trung tuổi á, 98.000 đấy. Chị Nhật Huệ ơi lên mã cho em là K64 ạ. Chị Nhật Huệ lên mã của em là K64 có 3 màu ạ. K64 em có 3 màu. K64 em có 3 màu nhé. Chị Nhật Huệ lên mã cho em là K64. Rồi ok. Chị Trần Trần Nga đổi áo gì ạ? K64 chị Nhật Huệ ok chị. Rồi em cảm ơn chị tập súng khác nhá. Rồi em cảm ơn tất cả các chị gái của em. Rồi bye bye mọi người nhá. Bye bye các chị.